trùng. Tao nói cho mày biết nha, cái thứ mà hả làm con sâu phá rồi canh nhà người ta là tao đánh không tha đâu. Nói nhẹ vậy rồi giật chồng nó đánh nó đi. Thôi tao đánh đi. Mày đánh vậy? Mày đánh á. Của em nè, cầm đi. Ủa sao 500 nhiều vậy? Bữa nay lên lương hả? Bữa nay kèo thơm mà trời. Đi với chị đi, còn nhiều kèo thơm hơn nữa. Nè, cầm xài đi. Chị lưu số điện thoại chị rồi đó, có gì gọi cho chị. Nhưng mà em xài rồi chị lấy cái gì chị xài? Trời ơi, ba cái đồ cùi bắp này nhà nó thiếu cha vậy? Dạ, mong chị cho sớm. Thôi chị về nha, có kèo thơm tao gọi nữa. Cảm ơn chị nha. Xin lỗi con, chắc là con sợ lắm đúng không? Mẹ ráng làm vài lần nữa thôi, có đủ tiền đi thuê nhà rồi á. Mẹ không có làm việc này nữa đâu, con ráng nha. Mày đừng có đem hình con ghép mẹ mày ra mà mày chọc tức tao nghe chưa mày? Đồ cái thứ á, nuôi cho ăn cho học mà không biết điều. Không gì ba của mày á, tao đuổi mày ra khỏi nhà lâu lắm rồi. Đồ cái thứ nuôi ong tay áo, tốn cơm tốn gạo. Nói thiệt nha, tao nuôi mày á, thà tao nuôi con chó nó còn sướng hơn. Bách ra nó còn biết giữ nhà cho tao. Nè, mẹ mày nè. Ba con mới đi học về. Ừ. Thế vậy con mới về. Ừ. Bà coi coi ở nhà còn gì dọn ra cho con nó ăn. Để đầy đủ trong mâm hết trơn luôn á. Ông yên tâm đi. Thôi đi lẹ để người ta đợi. Thôi, con vô coi tắm rửa rồi thay đồ ăn cơm đi nghe. Dạ. Ba đi ra ngoài một chút. Con có lấy tiền của mẹ con không hả? Con không có lấy. Không có lấy, không có lấy thì tiền ở đó đâu ra? Tiền này là con đi làm thuê những lúc con không đi học mà. Cái gì? Trời đất ơi, trời ơi, tiền của tôi để dành từng đồng từng cắc để tôi lo cho cái nhà này, vậy mà bây giờ nó dám nói đó là tiền của nó hả? Chị ơi, từ đó giờ mẹ lo cho con có thiếu thốn cái gì đâu. Con muốn cái gì mẹ cũng cho con mà. Nếu bây giờ con cần thêm cái gì á thì con chỉ cần nói với mẹ một tiếng
là mẹ sẵn sàng mẹ cho con. Có đâu mà con nghĩ xin cái thói ăn cắp như vậy hả Chi? Đồ ăn đâu? Gì vậy? Con nói gì? Kìa ba, ba có quyền gì đánh tôi hết. Biết đâu được mà đi đánh bài tua người ta. Bây giờ mày đối thôi cho tôi. Cái gì? Con dám nói với mẹ con vậy đó hả? Ba không phải là mẹ của con. Đó, trời ơi, ông nghe rõ chưa? Ông nghe chính cái miệng của nó nói chưa? Đâu phải là tôi vu oan cho nó đâu. Chưa bao giờ nó coi tôi là mẹ của nó hết. Trời ơi, trong khi đó tôi tận tụy chăm sóc ông, chăm sóc nó từng ly từng tí, mà nó chỉ coi tôi là một cái con ở trong cái nhà này thôi mà. Trời ơi, Chi, con xin lỗi mẹ con liền, mẹ lên. Con đâu làm gì sai, tại sao con phải xin lỗi? Tại sao lúc nào ba cũng tin vậy mà không bao giờ tin con? Chi, Chi, thôi bữa nay có tiền mẹ con mình đi ăn ngon nha. Ơi, hàng ngon kìa. Vô rồi. Có ai đây không? Ừ. Bùa ra coi. Không kìa, không bạn bè gì hết. Em gái, làm gì mà ngồi mình? Nè. Trời ơi, đi đâu mà? Em. Bùa tôi nè. Làm gì ngồi mình? Không. Bùa tôi nè. Thôi, nhỏ nhỏ nè. Có tụi anh ở đây chơi với em rồi, không có gì phải la đó. Không. Mình thôi. Tôi xin hai anh á, tôi đang có thai. Hai anh thai cho mẹ con tôi đi, tôi năn nỉ đó. Ôi thai cái gì? Mấy con bồ anh con nào cũng nói vậy trơn mà nó có thai đâu. Vậy em muốn có thai không? Anh là em có thai hả? Đưa tôi vô. Ờ anh nhẹ nhàng chưa? Đưa tôi vô. Ai ai ai. Ông nào? Ôi tao nhẹ nhẹ mà. Đâu vậy? Nào hả? Đâu vậy? Không chết đâu nha. Mày thấy chỗ tôi. Mày chết nha. Ông nhớ mặt tôi à? Nhớ chứ. Tôi ghét mấy thằng thanh niên mà có hàm răng mà không biết giữ nha. Mới muốn mất rồi tiếc. Đàn ông con trai gì mà hèn hả? Con có sao không? Dạ con không sao. Cảm ơn chú. Con gái con lứa ban đêm ban hôm ra đây ngồi chi? Nhà cửa con ở đâu? Con không có nhà. Trời Phật ơi, không có nhà hả? Con gái một mình ngồi ngoài công viên này đâu có được. Gấp cái tủ côn đồ này nè, thôi về nhà chú nghỉ đi. Chú coi con á, cũng như là con cháu trong nhà. Về nhà chú nghỉ rồi sáng mai đi. Nhà chú gần đây nè. Đi hay không á, tùy con. Banh bọc giá rồi, mai lấy về bán hủ tiếu đây nè. Để chú về. Chú. Chú cho con đi theo nha. Ừ, về nhà chú nghỉ đi. Đi. Đây là nhà của chú. Con nghỉ đi. Giờ chú chúc nghe. Hôm nay bán còn dư mấy tô hủ tiếu nè, ăn đi. Dạ con làm phiền chú quá à. Có gì đâu mà phiền, ăn cho no đi. Dạ con mời chú. Ừ, ăn đi con.
Từ từ thưa con, chuyện nào hết? Chú nấu thêm chưa? Con ăn cái tô này là con no lắm rồi. Một hồi lắm. Chú cho con gửi tiền cho chú nha. Thôi, tiền bạc gì. Cái này chú bao mà. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Cứ ăn đi, ăn thoải mái. No chưa? Dạ. Mẹ con no lắm luôn á chú. Gia đình có chuyện gì mà bụng mang dạ chữa rồi con đi lang thang lứ thứ lên đây? Nhà cửa quê quán ở đâu? Vô. Cái bà già đang hiếp chi nữa đúng không? Bà đổi thừa. Chị ăn cắp tiền của bà. Chị không có lấy. Số tiền đó là chị làm thuê đi thả bò cho người ta. Đi chợ bán rau mới có được. Chị muốn là sau này anh ấy dành một số tiền để mà phụ ba đi học. Nhưng mà ba không có thích chị. Chị đợi đi. Chị đợi đến một ngày mà tụi mình lên tới được thành phố. Ông hứa trên cái cõi đời này á, không có bất kỳ ai có thể ăn hiếp được chị. Mọi lần thành phố có nhiều cái hay lắm hả? Phong không biết. Nhưng mà Phong nghĩ lên thành phố Phong sẽ bảo vệ được chị. Chị. Vô. 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 Chị. Chị. Chị, say quá, về chị. Không được chị về. Chị. 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 Về. 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 Về về. Để tâm. Vì chính nơi em mang phép hồng. Nụ cười trên môi là ánh dương xua đi mọi đêm sầu. Trở về chính nơi ánh mắt chạm nhau, từng chừng như chẳng thấy cùng vơi. Chuyện tối qua Phong sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ Phong chạy về nhà. Phong nói mẹ cưới chị liền, đúng không chị? Vì chính nơi em mang phép mộng, nụ cười trên môi đã ánh dương xua đi màn đêm sầu. Không còn đâu. Không còn, Phong phải chịu trách nhiệm. Ta mang hồi ức hôm qua về đến hôm nay. Ta lưu lại những yêu thương còn người dại. Ngược dòng thời gian, ngày duyên trời ban. Thế giới có ai người không cô đơn. Ta mang hồi ước hôm qua vào trái tim ta. Ta đâu nào muốn đôi ta thành xa lạ. Đừng để mắt nâu buồn vương mi. Dù phải nhớ hay là ta phải quên đi. Quá khứ
và hiện tại hôm nay chẳng phải lý do ta ngừng thương và ngừng nhớ, vì chính do ta mà thôi. Hôm đó là khi anh quên đi tất cả và mọi thứ xung quanh dường như đang vỡ tan, nhưng vẫn không thể quên hình bóng anh từng thương. Rồi con lên đây lâu chưa? Mấy bữa nay ngủ nghe ở đâu? Mặt mũi về mày đi ăn cướp trời. Em ơi em. Trời, chị chạy theo cảm ơn em thôi chứ có làm gì đâu mà em sợ. Em có bị sao không? Bộ đi quê mới lên hả? Bởi nhìn cái tướng quê chết à. Có gì làm chưa? Chị có việc này hay lắm nè, đi làm chị không? Nhưng mà làm cái gì vậy? Việc nhẹ, lương cao. Đi làm gái. Thôi không đi đâu. Thôi. Khùng quá bà. Bà làm như tướng bà ngon vẫn đi làm gái. Trời ơi đi làm chuyện khác bà ơi. Tuổi này con người ta lo ăn lo học, còn con đi lang thang lứ thứ, không sự nghiệp không tương lai, rồi có bầu có bì vậy, đi đánh ghen mướn. Bộ có không sợ hả? Dạ con có sợ chứ. Nhưng mà bây giờ việc chị có tiền thì con cũng phải làm hết. Với lại nhìn vậy thôi chứ con bảo vệ con của con dữ lắm. Khổ vậy đó. Sao lúc ba của đứa nhỏ chịu trách nhiệm con không cho, mà mang lên đây chi cho nó cực khổ vậy nè. Dạ thì tại vì mẹ của người ta không có thích con, nói con là con nhà nghèo. Mà cũng đúng thôi chú, nhà con với nhà của người ta là hai thế giới khác nhau, cho nên con cũng không muốn liên quan tới họ. Rồi ba con sao? Của con chắc là không còn con nữa. Chắc lúc đó ba con bị sốc thôi, chứ ba nào mà không thương con. Coi chừng ba con đang đi tìm con ở nhà. Rồi giờ con tính sao? Con cũng không biết nữa. Chắc là con tìm việc gì đó làm, kiếm được ít tiền á, con thuê cái nhà trọ nhỏ nhỏ. Chứ cứ làm như vậy hoài á, con sợ ảnh hưởng tới con của con. Thôi mấy con ở tạm nhà chú đi. Nhà chú tuy nó nhỏ nhưng cũng còn chỗ để cho con nghỉ ngơi. Dạ không phải con chê đâu, mà tại vì con sợ làm phiền tới chú á, cho nên thôi cứ để con đi làm, con thuê chỗ khác cũng được chú. Phiền cái gì mà phiền. Bất cứ ai thân quen cũng đi từ cái xa lạ mới quen nhau được. Nếu con thấy ngại coi chú như tía đi, rồi phụ bán hủ tiếu với tía, coi như lấy tiền đó thuê nhà. Rồi khi nào con của con cứng cáp á thì kiếm việc gì đó ổn định mà làm. Dạ con cảm ơn tía. Dạ tía. Nè, ông đi đâu nữa vậy? Trời ơi, đã nói là không có kiếm được nó đâu, làm ơn đi. Một lần hai lần không được thì đi ba lần bốn lần.
con mình ở đâu cũng phải ráng đi mà tìm chứ. Mình là cha nó mà, làm sao mà để nó bơ vơ bên ngoài được. Cái thứ hư thân mất nết như nó á, tìm làm gì? Trời ơi là trời, nó đi mừng muốn chết, bây giờ tìm nó về cho ông ăn nhục hay gì? Nè bà, bà không được nói xấu nó như vậy nghe. Làm như là tôi không biết bà là du khống đang cấp tiền vậy. Cái gì? Tôi nể bà, tôi muốn giữ thể diện cho bà, cho nên tôi mới làm ngơ, tôi không nói ra thôi. Tại bà mà tôi mất con đó. Trời ơi là trời, trời ơi. Bà con chồng xóm ơi, bà con chồng xóm ơi, có ai ở gần đây không? Làm ơn qua, làm ơn qua đây làm chứng cho tôi đi nè trời ơi. Ông chồng tôi, ông du quán cho tôi nè. Trời ơi, chỉ vì con gái của ông mà ông nỡ lòng nào ông nói với tôi những cái lời nặng nhẹ như vậy hả? Tôi cũng là vợ ông mà, tôi có đẻ con cho ông mà. Trời cái gì, tôi mày là người lá trời mày đúng chứ mày là ông hay chưa? Trời ơi là trời. Thôi được rồi, ông thích đi tìm nó thì ông đi đi, ông đi luôn đi, tôi sẽ cắn lưỡi cho chết cho ông vừa lòng. Ơi là trời. Nè, chuyện du học quan trọng vậy, sao không bàn với con trước? Mẹ đợi sát ngày mẹ mới nói. Con nói rồi, con không đi du học đâu. Không đi du học? Không đi du học con ở đây làm gì? Hả? Tìm chi? Tìm được nó rồi đã sao? Nên nhớ, số tiền hiện nay con đang xài là tiền của mẹ đó con. Trên đời này có hai loại đàn ông. Một, đàn ông có tiền. Hai, đàn ông vô dụng. Vậy theo con, Chi nó sẽ chọn loại đàn ông nào? Chi không phải là người như vậy. Không phải người như vậy, vậy tại sao đến giờ phút này nó vẫn không chấp nhận con? Có lẽ là ban đầu nó nghĩ gia đình mình giàu có cho nên mới tấp vào. Sau này phát hiện ra con xài tiền của mẹ cho nên nó mới bỏ đi. Chắc có lẽ là giờ này nó đã tìm được người bao bọc cho mình rồi đúng không? Hơi sức đâu mà chờ đợi một người vô dụng như con. Nghe lời mẹ, đi du học. Qua đó học thiệt là tốt vào để có một tương lai sáng lạng. Ở đây á, nếu mà tìm ra được nó hay có tin tức gì, mẹ sẽ liên lạc với con. Chi đang ở đâu? Làm sao Phong có thể tìm được Chi đây? Ba nó ra ngoài bến xe hỏi rồi. Nghe đâu á là nó bắt xe nó đi Sài Gòn. Trời đất ơi, mới bị lớn vậy mà ghê gớm quá hay. Con gái con đứa không biết chơi bời với cái thằng nào á rồi để có bầu. Mà tôi mới nói nhỏ nhẹ có 2-3 câu thôi á, rồi nó cuốn gói ông đồ nó bỏ nó đi vậy đó. Coi được không? Trời ơi, khổ tâm hết sức mà nào giờ á, tôi có bao giờ là nói nặng nhẹ nó một tiếng nào đâu. Lúc nào cũng ngọt ngào với nó trơn á, mà nó còn vậy đó. Ừ, giờ chốt lại, biết nó có bầu với ai không? Không. Hỏi vô duyên, sao tôi biết được? Chắc qua lại nhiều thằng quá nên đâu biết của ai đâu mà nói. Cái thứ cứng đầu, nói không biết nghe lời. Mà nếu như bây giờ tôi nói quá lên á, thì tôi lại mang tiếng là mẹ ghẻ ức hiếp con chồng, đúng không mấy bà? Đó, bởi vậy thôi tôi im, chịu thôi. Mà nói thiệt á, nhìn nó như vậy á, tôi khổ tâm hết sức luôn vậy đó. Khổ tâm cái gì? Bà khổ tâm cái gì? Tâm không? Tâm địa bà chưa? Sắt đá. Mấy cái mù mô mà hại Chi á, mấy con mẹ này ngu mới nghe lời bà. Ê, nè 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 nè, đứng lại coi cái thằng quỷ kia. Mẹ, mẹ nhớ giữ lời hứa tìm Chi giúp con nha. Anh Nhật, tấm hình em đưa cho anh còn giữ không? Dạ còn, tôi giữ rất kỹ với cậu. Anh Nhật nhớ nha, khi nào mà tìm được Chi á, liên lạc em liền nha. Dạ, tôi biết rồi. Mày định ăn bám cái nhà này đến bao giờ nữa đây? Bà tưởng tôi muốn hả? Nếu không phải vì ba tôi bỏ đi từ lâu rồi. Bà ráng sống cho tốt, để chờ quả báo đi. Trước sau gì ba tôi cũng đá bà ra khỏi cái nhà này à. Bà chờ đi. Tôi mất dạy. Bà đánh tôi hoài bà tưởng tôi sợ hả? Bữa nay á nha, là tôi đỡ á, bữa sau là tôi bụp lại bà đó. Nha, nha, đủ ác nọc. Nhìn cái mặt là biết ác rồi. Bà
coi chừng bà đó. Ok, cắt. Điếng không được bị tát rồi trời. Good, good, em ơi. Em. Dạ. Anh thấy bé diễn được không anh? Em diễn tốt lắm nha. Hồi sáng tới giờ chưa thấy ai diễn tốt như em luôn á. Em hồi trước giờ có đi phim bao giờ chưa? Dạ, phim gì ạ? Em bán hủ tiếu gần đây nè. Em có năng khiếu lắm á nha. Dạ, em đâu có biết gì đâu. Tự nhiên em đang bưng hủ tiếu ở đây, cái chị này nè. Cái chị... Ê, chị gì? Dạ. Dạ, cái anh chị này nè, ảnh kêu em á thì học học mấy cái này đi rồi ra nó nói vậy đó. Ủa, ban đầu anh tưởng là em bên hiện trường hay là bên hóa trang chứ. Nhưng mà em có máu lửa như vậy là tốt lắm á nha. Diễn được không anh? Được, được, giỏi giỏi. Nè, cái này là tiền hủ tiếu của em. Dạ. Còn cái này á là tiền cách xê nha. Cách xê là cái gì vậy? Là hồi nãy em diễn với cô đó, nói chuyện mấy câu đó. Là hồi nãy em nói mấy câu với cô đó là được 200 ngàn. Đúng rồi. Trời, chục tô tiếu của em luôn á. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, qua không đại em ơi. Trời đã. Mà khoan đã em gái ơi. Dạ. Anh nói nghe xíu nè. Anh thấy em máu lửa như vậy, có đam mê như vậy, em có thích diễn xuất không? Cho anh số điện thoại đi. Khi nào mà có vai phù hợp anh sẽ điện cho em liền. À, là mình học rồi mình thoại thoại mình nói đúng nói rồi, đúng không? Rồi, đúng dạ. Rồi. Anh nha. Bấm số điện thoại đi. Vậy khi nào đoàn phim á có ăn hủ tiếu á nhớ gọi em luôn nha. Ờ, biết làm ăn nữa ha, nhưng mà em diễn tốt đó nha. Ráng dạ. Ráng đi. Dạ, đây đúng không ạ? Rồi. Để em lưu lại. Cố gắng nha, cố gắng nha. Dạ dạ, cảm ơn anh. Rồi chị em ơi, mưa rồi. Nét. Chị Trúc hả? Alo. Em nghe nè chị Trúc ơi. Mấy người làm gì vậy? Mấy người là ai? Là người đi đòi công lý. Lúc mày quyến rũ chồng người khác, mày có nghĩ là có cảnh tượng này chưa hả? Con Hồng sai hai người tới đây đúng không? Chị mày á, thích đi chừng trị những kẻ giật chồng người khác chứ không có ai sai bảo hết. Nè, tao nói cho mày biết nha, mày còn lén tán với chồng người khác nữa, không những bị đánh đâu mà còn ăn nguyên ca axit đó. Tao nói cho mày nghe chưa? Hả? Bỏ đi cho. Bỏ đi cho. Vậy? Bỏ đi cho. Cái gì vậy? Cứu tao. Đồ ngu. Đi đánh ghen mà không chịu đồng hiểu. Nói cho tụi mày biết, chị là vợ lớn, con Hồng đó chỉ là vợ bé thôi. Về kêu nó chuẩn bị quan tài đi. Còn bây giờ, hai đứa bay đánh chết mẹ hai đứa đó cho tao. Con nằm yên đó đi, đừng ngồi vậy, con còn yếu lắm. Con của con sao rồi tía? Tía, con của con sao rồi tía? Con của con bình an đúng không tía? Con đừng kích động mạnh, vì con mất máu quá nhiều, cơ thể con còn yếu lắm. Còn con của con thì con hại chết con của con rồi tía ơi. Con ơi, tại con. Bình tĩnh đi con. Con đừng có tự trách mình. Có lẽ đứa bé nó chưa sẵn sàng sống với cái thế giới khó khăn này, nhưng nó vẫn sống tốt ở trên thiên đường. Tôi hiểu, làm cha làm mẹ mất con ai mà không đau lòng. Con đừng tự trách mình nữa nghe. Nằm nghỉ đi, để tía ra ngoài lấy thuốc. Alo. Cho tôi gặp ba.
Nè, mày bôi tro trét trấu vô cái nhà này chưa có đủ hay sao? Bây giờ mày còn cả gan gọi điện thoại về nữa hả? Từ ngày mày đi á, cái nhà này êm ấm biết là bao nhiêu. Mày giỏi á thì mày đi luôn đi. Gọi điện thoại về làm cái gì nữa hả? Tôi muốn nói chuyện với ba của tôi. Ông nói là không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày nữa. Cũng không muốn nghe cái giọng nói của mày. Mày làm ơn đi. Đừng có gọi điện về nữa nghe chưa? Ai gọi vậy bà? Lộn số, bực bội. Mày đừng có đem hình con cái mẹ mày ra mà mày chọc tức tao nghe chưa mày? Đồ cái thứ á, nuôi cho ăn cho học mà không biết điều. Không gì ba của mày á, tao đuổi mày ra khỏi nhà lâu lắm rồi. Con dám nói với mẹ con vậy đó hả? Chị, con xin lỗi mẹ con liền, mẹ lên. Mày bôi tro trét trấu vô cái nhà này chưa có đủ hay sao? Bây giờ mày còn cả gan gọi điện thoại về nữa hả? Ông nói là ông không có muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày, cũng không muốn nghe cái giọng của mày nữa. Mày ngủ với thằng nào? Hả? Bây giờ mày không nói là thằng nào á, tao sẽ dẫn mày đi bỏ đứa nhỏ đó. Mà không được quyền làm như vậy. Sao tao không có quyền mày? Nè, một mình mày á đã báo tao đủ rồi nghe chưa? Bây giờ mày đẻ thêm một đứa báo tao nữa hả? Tao không có rảnh nha. Ừ, thân mất nết mà tưởng mình thanh cao lắm. Đúng ngu dốt. Ba đã bỏ mày rồi, con cũng bỏ mày mà đi. Mày còn liên tiếc gì nữa hả chị? Trời đất ơi, muốn ra tía? Tía để cho con chết đi tía. Không có được, con quân ra đi. Làm ơn để con chết đi mà tía. Con ra, tại sao con hành động dại dột như vậy hả? Con chết rồi, con của con có sống lại được hay không? Tại sao con không biết quý trọng sinh mạng của mình? Con hành động như vậy, con có suy nghĩ cho những người ở lại hay không? Không ai cần con nữa đâu tía. Con của con bỏ con rồi. Ba của con không cần con nữa. Tại sao con biết ba của con không cần con? Con có nghe chính miệng ông nói chưa? Trên đời này không có người cha nào mà không cần con, không thương con hết. Con gái của tía nếu còn sống chắc là bằng tuổi của con đó. Nó là một đứa trẻ lạc quan yêu đời, nhưng mà cuộc đời này quá tàn nhẫn với nó. Con gái của tía hồi 3 tuổi nó bị sốt nặng, vì không chữa trị kịp cho nên nó bị thần kinh. Từ đó nó trở thành một đứa trẻ khờ khạo, lúc mê lúc tỉnh. Con bé nó ngoan lắm, cũng đẹp, miệng lúc nào cũng cười. Cho tới một ngày. Vy à, Vy ơi, Vy ơi, Vy ơi, Vy ơi, Vy à, cứu con. Con, trời đất ơi, Vy, con sao vậy nè? Trời đất ơi,
tỉnh lên đi con, tỉnh lên đi. Để tí nữa con đi bệnh viện nha. Vi, đừng bỏ tía nha con. Vi ơi, Vi, có ai không? Có ai cứu giùm con tôi không? Vi ơi, đừng bỏ tía nha con ơi. Nó bị đám côn đồ cưỡng hiếp. Tía, sinh mạng quý giá lắm con à. Trên đời này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Con khổ nhiều rồi, bây giờ phải sống để hưởng thụ cái đẹp chứ. Tía đã mất một đứa con rồi, không lẽ bây giờ mất thêm đứa nữa sao? Tía coi con cũng như con gái của mình. Con có thể sống với người cha bất hạnh này được không? Con của mẹ, mẹ xin lỗi khi đã không thể nào bảo vệ được con. Nhưng suốt cuộc đời này mẹ sẽ không bao giờ quên con. Mong một ngày nào đó mẹ con mình sẽ gặp nhau trên thiên đường. Con của mẹ, hãy sống thật tốt nhé. Sự thật là chẳng muốn chia ly, chẳng ai muốn đi. Vì một hạnh phúc ta từng chờ, vì một ngày đó ta thầm mơ. Alo ạ. Chị hả? Anh là Siêu, trợ lý đoàn làm phim đây. Mai em rảnh không? Đi đóng phim cho anh nha. Dạ. Đây là quay tập 2 phân đoạn chính nha. Đi đường, có nón, rồi áo khoác đầy đủ hết. Ê, chị cho em tiền taxi đi. Lần sau mà kêu chị nữa là không có đưa nha. Alo, alo. Dạ dạ, em gần tới rồi, chờ em xíu nha. Dạ. Trời ơi, đất xô quá ha, đoàn nào cũng thấy mặt hết. Dạ, chắc tổ thương á cô. Thôi con đi nha, tám sao nha. Ừ. Trời ơi, tội con nhỏ ghê á. Diễn thấy cũng được ghê mà sao thấy không có lên. Chắc là chưa ngủ với đạo diễn. Quỷ nè. Xương rồng của mẹ, hôm nay mẹ được mời đóng tên tận 5 vai lận đó. Tuy có hơi cực một chút, nhưng mẹ rất là vui. Mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ đều thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc vì có công việc để làm, hạnh phúc khi thấy tí đồ bán hủ tiếu vui vẻ, và hạnh phúc vì có con ở trên thiên đường. Mẹ nhớ con nhiều lắm, xương rồng à. Ui da. Ui da, tía. Gì vậy?
đánh không lại người ta thì để tía chỉ như vậy miếng vỏ. Thấy không? Động vào phòng thân, thấy không nè? Sông phi cước, bàn long cước, gián long thập bắt trưởng. À, chứ có đâu mà bữa nào cũng đi đóng phim về chạy chụa sức mẻ rồi đấm bóp hoài vậy? Tía ơi, mấy cái dài còn đóng á, càng bị người ta đánh càng tốt. Thôi, mai mốt kiếm cái dài nào mà đi đánh người ta, đừng có đóng cái dài để người ta đánh. Thấy không? Dạ con biết rồi. Nè, lấy dầu sức vô cho tao máu bầm. Cảm ơn tía. Tía lo cho con quá à. Tía không lo cho con, tía lo cho ai? Sức dầu đi rồi ngủ sớm nghe. Gái. Dạ. Tía ngủ ngon nha. Ừ. Tía đi ngủ à. Con bị sao vậy hả? Chân cẳng sao vậy? Dạ con bị té. Trời đất ơi, đi đứng cái kiểu gì mà bị té vậy con hả? Vô đây ngồi coi ba coi coi. Ây da, trời đất ơi, đâu bị chỗ nào, cái gì mà bị dữ vậy? Thôi rồi ngồi ngồi đây đi, ba vô ba lấy dầu ba sức cho. Ráng chịu đau chút đi con, mình nôn thôi nó làm độc á. Trời đất ơi, đi đứng cái kiểu gì, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa? Dạ. Ừ, rồi lát vô thay đồ đi. Trời đất ơi, bị đây nữa nè. Lát vô thay đồ đi, rồi mấy cái chỗ mà rách này nè để ba giá cho con nha. Ngán quá à. Ráng chịu đau chút đi con. Thôi để một hồi nữa con thay đồ xong á, con giá luôn cho. Con gái của ba lớn rồi mà. Thôi đi cô hai, cô mà giá cái gì cô phá thì có. Trời đất ơi, bao nhiêu năm nay toàn là tôi giá đồ cho cô không á. Thôi vô tắm rửa ăn cơm nước đi, lo học bài nữa nghe. Đi đi. Nè cầm chai dầu lát sức. Ba của con là thương con nhất luôn. Ba mà không thương con, ba thương ai? Alo. Ăn cơm cho nó nóng nè. Cái gì kỳ? Ai gọi vậy? Không biết ai gọi nữa. Mà alo hoài không thèm trả lời gì hết trơn. Rồi, ăn cơm nha con. Nè. Rồi cái gì mà ho hoài vậy? Ho hoài một hồi lấy bệnh cho con giờ đó. Ăn cơm đi. Ăn đi rồi nghỉ ngơi nè. Thôi đừng có ho nữa được không? Nghe tôi nói đây nè. Cô giáo mới nhắc là đóng tiền học phí đó. Nhà không còn tiền nữa đâu. Ờ thì mai tôi kiếm việc làm, tôi làm thêm cho. Ơi, bệnh hoạn vậy không biết ai mà mướn. Khổ ghê á. Đáng nghèo rồi còn bệnh nữa. Biết vậy hồi đó đừng có cho cái con nhỏ đó nó trốn đi. Nuôi cho lớn rồi, ăn học đàng hoàng rồi, không có giúp cha giúp mẹ được cái gì hết trơn á. Giờ bệnh vậy đó không ai lo. Ăn đi con, ba không sao đâu. Ba với con ăn đi, tôi đi ra ngoài giọng tôi nằm nghỉ chút. Không có mình, có vẻ họ sống còn tốt hơn. Dạ, đây là anh Thiện đạo diễn. Còn đây là anh Phong, giám đốc điều hành.
Dạ, chào anh. Vất vả rồi. Sắp tới còn nhiều dự án, hy vọng là anh giúp đỡ cho đoàn em. Còn đây là chị Hưng, tổng quản lý salon mới. Dạ, chào chị. Ngồi tiếp tục đi. Dạ. Dạ, mời anh chị ngồi. Tất cả chuẩn bị. Rồi, chơi đi. Rồi, rồi, lẻ ra, quay. Sự thật là chẳng muốn chia ly, chẳng ai muốn đi, vì một hạnh phúc ta từng chờ. Cuối cùng cũng tìm thấy Chi rồi. Nè, mày lấy đồ của tao bỏ trong cái giỏ này đúng không? Dạ không có. Em làm ô sinh nhưng mà em không ăn cắp đồ của chị đó mà. Mày không ăn cắp thì đưa cái giỏ này cho tao kiểm tra. Đồ của em tại sao vậy là muốn kiểm tra? Đưa đây. Hên cho mày lần này đó. Em đã nói là em không lấy rồi mà chị không tin. Em nghèo nhưng mà em có chi viện của em chứ bộ. Đi dùm tôi đi. Cắp, tốt lắm em ơi. Anh thấy nội chính nó diễn được không? Talent công ty mình đó anh. Talent công ty mình chỉ diễn được vậy thôi hả? Xem ra bao nhiêu lâu nay đã phí thời gian và tiền bạc cho mấy bạn này rồi. Dạ cảm ơn anh, cái gì gọi em đó nha. Rồi em ra thay đồ em ơi. Anh Phong, anh đi đâu vậy? Anh có việc xíu. Nhưng hết phim này á, thanh lý hợp đồng nhỏ đi nha. Dạ. Sao không? Vậy. Ủa hai cậu ơi, giống chưa trả tiền quá vậy. À, thôi thiếu đi, có gì bữa sau trả. Trời đất ơi, tôi có biết cậu là ai đâu mà thiếu. Vậy thôi, khỏi trả luôn. Trời đất ơi. Quê, ăn xong trả tiền hả? Muốn đi về hả? Anh điên kỳ cục vậy, giờ muốn về không? Một là bước qua, hai là chui xuống chọn đi. Biết tao là ai không? Mày là cái con điên nào vậy hả? Mày chửi ai điên? Mày chửi ai điên? Mày nói ai hả? Mày hả? Mày bước đâu được còn nhiêu được rồi. Mấy đứa thanh niên giờ thiệt tình chứ ăn hủ tiếu rồi không chịu, muốn ăn thêm mấy cái đấm nữa mới chịu. Thôi đi về đi, khỏi trả tiền cũng được. Để tiền để mua thuốc uống nha. Hả con? Đó vậy, đỡ nó lên. Hai anh em về đi nha. Con chị tới rồi mày. Phong tìm được Chi rồi. Ủa chú, cậu là ai vậy? Dạ Tiết. Ai vậy? Dạ cái gì con nói sao đi Tiết. Nói bây giờ luôn đi, còn trước sau gì nữa. Tại sao biết tôi ở đây? Phong thấy Chi ở phim trường, Phong theo Chi về đây. Mà Phong không nghĩ là Chi làm diễn viên. Đời đưa đẩy thôi. Chi. Con của mình đâu rồi? Con nào? Con của tụi mình. Phong biết hết rồi. Chị đừng có giấu Phong nữa. Chị bỏ nó rồi. Bỏ? Tại sao chị bỏ? Phong nhìn tôi đi. Nè, bây giờ tôi như vậy nè, tôi nuôi tôi còn không xong nữa, tôi đẻ nó ra tôi nuôi nó bằng cách gì? Hít không khí để sống sao? Chi không biết kiếm Phong hả? Chuyện qua lâu rồi, bây giờ tôi và Phong ai cũng có cuộc sống khác nhau hết. Đừng làm phiền nhau nữa. Chi biết là Phong tìm Chi vất vả lắm không? Phong muốn bù đắp tất cả, muốn chăm sóc, muốn quan tâm, muốn lo lắng cho Chi. Nếu như mà muốn bù đắp cho tôi á thì đừng tới đây nữa. Làm ơn. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn anh.
Con chào cô. Chào cô. Tía, con nè, con nè. Trời ơi. Nãy giờ chờ hết ớt bán cho khách đây nè. Tía, cái còn mua gì nữa không? Con đi luôn cho nè. Rồi, thôi được rồi. Vậy con vô chuẩn bị đồ con đi qua nha. Ủa, bữa nay quay phim hả? Nhớ học thoại cho thuộc nha. Mấy cái dài của cậu đóng á, đâu cái dài nào có thoại đâu mà sợ. Sao cô tới đây hoài vậy? Không tới đưa chị đi làm. Tôi không cần. Nhưng mà nếu như ngày mai ông còn tới đây nữa thì tôi sẽ bỏ đi đâu đó thật là xa, một nơi mà không bao giờ tìm ra tôi được nữa. Chú, mấy năm qua chị sống sao vậy chú? Tao không dám nói đâu. Tao nói nó là tao chết luôn à. Tất cả là tại con đó chú. Tại con mà chị phải bỏ nhà đi. Tại con mà gặp đủ thứ chuyện hết. Bây giờ con tìm gặp chị con mừng lắm. Con muốn bù đắp. Chú giúp con nha. Nhưng mà con hiểu lý do tại sao chị cứ trốn con hoài à. Nhưng mà tao đâu có biết gì đâu mà nói. Tao không dám nói đâu, nói nó rầy. Cho con biết chút xíu về chị thôi. Con tao không dám nói đâu. Con xin phép. Nhưng mà nè. Dạ, sao chú? Nó không muốn bỏ cái thai đó, cho nên nó mới trốn lên đây, đi chung với cái bọn đánh ghen mướn. Không may bị sảy thai. Chú chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Rồi sau này đó, con thấy hết rồi đó. Tất cả là tại mình. Tại mình nhu nhược. Nếu mình ở lại cố gắng tìm Chi thì chị đã không chịu nhiều đau khổ như vậy. Con hiểu rồi. Con cảm ơn chú. Một là yêu đương quá vất vả. Hai là ăn hủ tiếu hay quên trả tiền. Khổ cho tôi gì đâu. Trời đất ơi, ra hồi nào vậy? Con nghe hết rồi. Không phải là tiếng nhiều chuyện đâu nghe. Tía thấy tụi con còn trẻ, có chuyện gì rút mắt thì cứ ngồi với nhau mà gỡ. Tía thấy con còn quan tâm nó quá, sao đuổi xua nó làm chi vậy con? Tại con và con của con mất, mỗi lần gặp người đó con không kìm được cảm xúc của mình. Trước đây á, tụi con là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ càng như vậy, càng rõ ràng hơn. Con không muốn người ta vì con mà mất tương lai của mình đâu tía. Tụi con còn trẻ, thấy cái tình cảm nó rất là bình thường. Nhưng mà càng lớn tuổi, càng già đi, mới thấy cái tình cảm nó quan trọng. Bể hết của con nha cô. Trời ơi, cắt. Trời ơi, làm kiểu gì con? Biết thổi bóng không? Thổi phải kéo dài ra mới thổi được nha. Con bé không, nó kéo dài đó thổi bự không? Tại vì nó bán bong bóng thiệt. Tại cái gì tại? Làm lại.
Dạ dạ. Rồi mày, chuẩn bị. Kéo ra hả? Kéo về nè, thổi mày lên. Thổi lớn lên, thổi mày lên. Trời ơi. Dạ, em xin lỗi ạ. Cho em làm lại ạ. Rồi lại, lần cuối nha. Được rồi, yeah. Trời ơi, làm gì chết tôi rồi. Trời ơi, sướng nha, sướng nha. Thổi có chút xíu à, mà được tiền nhiều quá trời luôn. Ai nói chị thổi chút xíu vậy? Em thổi á, muốn sấy cái quầy hàm luôn rồi, chứ ở đâu một chút xíu. 700 ngàn bạc mà nhiều. Cái gì 700? Trợ lý báo với chị là đưa em 2 triệu. 2 triệu hả? Đúng. Đưa em có 700 ngàn nè. Kỳ vậy? Vậy nó ăn của em rồi. Ê, 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 thôi, ngồi đây. Cái tính của em á, nóng nảy, bộc trực, gặp cái chuyện gì hết là cũng đớp chát hết á. Em làm như vậy á, thì đoàn này đoàn kia nó đồn em. Làm sao mà em xin vai được nữa? Chứ giờ sao? Lẽ cứ để tình trạng vậy hoài, ăn hiếp em hoài, ăn trên tiền cổ của em, công sức em gọi em thổi bong bóng chết luôn. Thôi bây giờ ráng chịu đựng, bây giờ mình chưa có nổi tiếng, mình chưa có nem, thì giờ phải chấp nhận. Sau này á, mình có nem rồi, mình sực nó lại. Và bây giờ chị chỉ cho một cách nè. Muốn nổi tiếng không? Có một cuộc thi đang tìm kiếm diễn viên trẻ tài năng, triển vọng. Em tham gia vào cuộc thi đó là nổi tiếng nhanh nhất. Bây giờ em cứ đi làm extra, em cứ làm quần chúng hoài á, thì không bao giờ lên nổi. Em chỉ cần tham gia vô một show truyền hình, một cái chương trình truyền hình thực tế, là sau một đêm kênh YouTube, Facebook của em sẽ triệu triệu like. Thì có chị. Ừ, em đẹp mà, đâu phải như chị đâu. Tự tin lên. Bây giờ chị giới thiệu cho em, quan trọng còn lại là ở em, khả năng của em. Cố lên. Chơi. Yes. Để đó đi em. Dạ. Ồ, kém sang. Ủa, đang nói mình hả? Chào chung nào. Đầu tiên thì chào mừng tất cả các bạn đã đến với ngôi nhà chung của cuộc thi tìm kiếm diễn viên tài năng. Và đây là chị tổng quản lý talent, chị Ngọc Hân. Em nói chị Ngọc Hân là bạn gái của anh giám đốc hả? Đúng rồi. Không thấy chị sang vậy hả? Ừ. Chứ ai như... kén sạc. Giám đốc á thì đẹp trai mà chị này đẹp gái, đúng là trời sinh cặp ha. Ừ, trật tự nào. Dạ. Và ban tổ chức đã sắp xếp bố trí cho tất cả các thí sinh của chúng ta có một chỗ ở đầy đủ tiện nghi để cho tất cả các thí sinh của chúng ta tập trung tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết sắp tới. Hãy cùng theo chúng tôi. Let's go. Ủa? Sao nó vô chung luôn? À, em dán đôi giày cái nó gãy mất tiêu rồi. Ừ, vô chọn dán không được. Nhanh lên. Thiệt tình luôn á, đôi giày 80 ngàn á, mang được 8 phút á. Thôi, được rồi. Đi, chút nữa rồi nè. Đây, để em. Thôi, nhanh lên, đi theo tôi. Anh, các thí sinh đã nghe phổ biến về việc ở nhà chung và phòng tập đã được chuẩn bị sẵn sàng. Em nhớ đảm bảo sức khỏe các thí sinh. Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ vật chất mà họ cần. Dạ. Anh đang có gì vui hả? Không có gì. Hân, anh định là vậy. Em lấy tất cả các số đôi giày của thí sinh, đặt cho mỗi người một đôi giày, xem như là món quà tinh thần của anh. Kiếm anh có gì không? Em tính nói với anh là em sắp xếp một cuộc hẹn để cho anh gặp gỡ các thí sinh và giống như không. Anh nghĩ là không cần đâu. Cứ để kết thúc cuộc thi đi, rồi sắp xếp bữa gặp mặt cũng được mà. Vậy nha. Có sự việc. Cái đó là giống như mình truyền cảm hứng vậy đó.
sao tự nhiên tặng giày làm sao? Không lẽ có nhà tài trợ mà không ai báo cho mình biết hết hả? Kỳ cục. Cùng tuổi, cùng quê với anh Phong hả? Nghe nói trước khi đi du học, anh luôn tìm kiếm một người cùng quê. Không lẽ là cô ta? Không được, phải điều tra con nhỏ này thật là kỹ. Chào các bạn. Chào chị. Chào chị ạ. Đây là quà giám đốc tặng để khích lệ tinh thần các thí sinh. Em nhận giùm cho chị Ngân ạ. Đây, đây của em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Giờ các bạn hãy nghỉ sớm để mai chuẩn bị thi thật tốt nào. Dạ. Dạ. Em chào chị ạ. Đúng lúc mình bị hư giày luôn chứ. Đẹp quá à. Alo, dạ em nghe ạ. Dạ em biết rồi. Đi chung luôn đi. Thôi mấy bà đi đi, tôi hơi mệt, mai gặp sau. Vậy thôi, để hôm khác. Bye bye bà. Mà lâu lắc, bộ người dơ lắm hay sao vậy? Trời ơi, cái đệm nó êm. Ôi đã quá à. Serum Oribe mờ nám trắng da. Wow. Cái này là cái gì? Đây là viên uống Oribe dưỡng chất đẹp da chống lão hóa, bảo vệ khỏi tác hại của tia UV. Này là kem nền 6 trong 1. Tôi chết rồi. Cái giọng của tôi để nó mất tiêu rồi. Nè, cô là người ăn đắp cái giọng của tôi đúng không? Sao nói chuyện hồ đồ quá vậy? Tự nhiên đi tắm không không ra cái đủ thừa người ta lấy chứng nhận. Không phải cô lấy thì chứ ai lấy? Ở đây á, cô là người bừng nhất. Cô không lấy thì chứ ai vô đây? Nè, cô vừa nói cái gì vậy hả? Cô nói ai bận? Được, cô cứ cho tôi là bận đi. Mà bận là phải ăn cắp hả? Còn đỡ hơn mấy cái người có cha có mẹ, ăn bám cha mẹ của mình, ăn mặc thì sang trọng, mặt mày thì xinh xắn, mà mở miệng ra kém sang. Nè, cô làm cái gì vậy? Tôi xét chảo của cô. Ai cho cô có quyền đó? Nếu như cô không lấy á thì mắc gì sợ. Mọi người ơi, nè mọi người ơi, mọi người vô đây đi ạ. Ủa chuyện gì vậy bà? Cô ta ăn cắp cái nhẫn của tôi, bây giờ còn sợ không dám cho tôi xét chảo đó. Ai nói với cô là tôi sợ? Nói vậy thì cho tôi xét chảo cô đi. Đúng rồi, cho xét vỏ đi. Đúng rồi, cho xét vỏ đi. Được, vậy thì mọi người ở đây làm chứng cho tôi luôn nha. Nếu như chiếc nhẫn của cô ta có trong cái vỏ của tôi thì tôi sẽ bước ra khỏi nhà chung và không tham gia cuộc thi nữa. Ngược lại, nếu chiếc nhẫn không có trong cái vỏ của tôi thì một là cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Hai, nếu đứa nào không giữ lời hứa, đứa đó làm chó. Cô không? Được thôi, chơi thì chơi, mọi người làm chứng nha. Thấy vậy mà cũng ghê quá ha.
Chắc là chị giấu ở trong đây rồi chứ không đâu. Nhẹ thôi. Đây nè, lấy ra cho nè. Nè, không có nè. Có không? Có. Sao kỳ vậy? Rõ ràng là mình để trong này mà ta. Có không? Không có nữa. Cô là cái đồ xảo quyệt. Bà để đâu mày có nhớ không vậy? Tôi cũng không biết nữa. Thôi hay tụi mình đi tìm giùm bả đi chứ trong này đâu có đâu. Đi cho tìm nó, tìm giùm tôi luôn đi. Tìm đi. Ủa? Phải chiếc nhẫn này của bà không? Nè. Tắm gì mà lâu lắc. Bộ người dơ lắm hay sao vậy? Ủa? Chiếc nhẫn này của ai sao trông rõ mình vậy? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Đang chán muốn chết mà tự nhiên có đứa bày trò vui. Không chơi với nó thì uổng tấm lòng của nó quá. Phải không? Chiếc nhẫn kìa. Cảm ơn nha. Sao hồ đồ vậy? Không nói tôi lấy nó đi. Đi đâu rồi? Gì nữa? Giờ có chiếc nhẫn rồi thì thực hiện lời hứa đi chứ. Hồi nãy tôi nhớ mình nói gì không? Hứa cái gì? Tôi không biết. Nè. Đi đâu rồi? Chỉ có cái nhẫn đó thì đi về. Ủa? Đơn giản vậy hả? Mở cái miệng kém sang ra, đổ thừa cho người ta. Rồi làm xong rồi không biết xin lỗi hả? Hồi nãy hứa như thế nào mọi người làm chứng đúng không? Thôi bà hứa rồi làm đi. Không được á thì phải làm chó. Thôi làm đi. Bây giờ một sủa hay là xin lỗi? Thôi làm đi. Xin lỗi. Đi đâu nữa vậy? Trời ơi, xin lỗi mà cũng kém sang nữa. Về bỏ con ve chó này đi nha. Bởi vậy cái miệng hại cái thân. Đồ tôi cũng kém sang. Khoan. Gì nữa? Dọn hết đống đồ tôi vô. Không. Nè. Bà ở trong nhà chung quá chứ ở ngoài đời á thiệt á. Em quýnh nó bầm mặt đó rồi. Thôi bà hỏi đi em. Nè, đống đồ vô. Chào mọi người, tập luyện sao rồi? Dạ em chào chị ạ. À, nhờ có sự chăm sóc của chị với công ty nên tụi em cảm thấy rất là dễ chịu ạ. À. Vậy là tốt rồi. Dạ, còn chị. Em tập luyện sao mà không mang giày cao gót vô? À, dạ tại vì em đau chân quá nên em tháo ra. Dạ. À, với lại hồi nãy giờ em tập một mình cũng ổn hết đó chị. Sao lại một mình không tập chung với mọi người? Dạ tại vì mọi người tại vì trong kịch bản á, cảnh của em có một mình em à. Còn ở nhà chung có vấn đề gì không? Dạ, tốt lắm chị, không có vấn đề gì hết á. Chị. Ủa chị quên hả? Ở trong này á, muỗi nhiều lắm. Toàn là muỗi to, muỗi độc không à. Đập hoài không có hết luôn á. À, dạ đúng rồi chị. Ý, ủa mất dạy thiệt luôn á trời, mới vừa nhắc tới qua nó bay nè. Nó bay qua đây nè. Chết tươi luôn. Kém sang. À, nếu vậy chị thay mặt công ty xin lỗi em trước nha. Mấy em cứ lo luyện tập thôi. Còn mấy chuyện ngoài lề á, cứ để chị lo ha. Dạ, không có gì đâu mà xin lỗi chị. Mấy con muỗi đó hồi á, tụi em rảnh tụi em nó giết tươi đó luôn. Chị, cái con nhỏ nó thiệt là xảo quyệt. Em chắc chắn với chị dù cái nhẫn là do nó làm đó. Với những đứa mà tâm địa xấu xa như vậy, không thể nào để bên cạnh anh Phong được. Nhưng mà chị nè, kết quả cuộc thi sao rồi chị? Em có đạt giải không? Đây là cuộc thi rất là công bằng, giám khảo toàn những người uy tín, sao mà can thiệp được. Nhưng mà lỡ con nhỏ nó đạt giải thì làm sao?
Em đừng có lo, cho dù nó có đoạt giải đi nữa, chị cũng có cách đá nó ra khỏi giới giải trí. Chị nói thiệt hả? Cách gì hay vậy? Alo, chị hả? Chị, em đã điều tra rồi. Chi với Phong á đã từng học chung với nhau. Và một còn điều quan trọng em muốn báo với chị á là Chi đã có con với Phong. Làm tốt lắm. Là người nổi tiếng mà đời tư không trong sạch. Nó giấu giếm chuyện nó có thai năm 18 tuổi. Mà đã vậy còn là chữ hoang nữa chứ. Để em coi, ngay sau khi cuộc thi kết thúc, nó sẽ bị vạch mặt ngay lập tức. Rồi sau đó ai dám mời đóng phim nữa. Chết chắc. Và sau đây là phần dự thi của thí sinh Lê Thảo Chi. Xin mời bạn hãy bốc thăm câu hỏi của mình. Dạ. Dạ, đề bài của em như sau. Bạn hãy hóa thân vào một nhân vật và mang lại cảm xúc cho khán giả trong vòng 3 phút ạ. Vậy là bạn sẽ có 5 phút để chuẩn bị. Chi ơi, có thể chia sẻ cho mọi người biết là nguồn cảm hứng từ đâu mà Thảo Chi có thể diễn được cái vai này được không ạ? À?
Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả, nhân vật vừa rồi em vừa hóa thân là em lấy cảm hứng từ chính bản thân của mình nữa. Dù em có chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng này hay không, thì em vẫn muốn nói một lời cảm ơn tới con của mình. Nếu như không có con của em, thì em đã không thể nào tiếp tục sống và cố gắng cho đến ngày hôm nay được nữa. Tìm kiếm diễn viên tài năng thì sẽ không màng về đời tư của thí sinh, nên thí sinh Thảo Chi hoàn toàn có đủ điều kiện để tham gia cuộc thi này, nên mong quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ Thảo Chi sau cuộc thi này. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, thí sinh đạt giải quán quân của cuộc thi tìm kiếm diễn viên tài năng mùa này là thí sinh sao từ Hollywood trở về. Con cảm ơn tía. Đây. Có hoa nữa. Trời ơi. Chúc mừng con gái nha coi. Giỏi quá nghe. Con nhớ tía quá trời quá đất luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Với lại nhớ cả món hủ tiếu của tía nữa. Ồ mà tía. Hả? Sao bữa nay á tía làm nhiều món với lại tặng hoa này kia cho con chi vậy? Tốn kém tí mồ. Nhỏ này ngộ không? Công sức của tía bỏ ra mà chê hả? Không sợ tía buồn hả? Đâu có đâu, thì tại vì con sợ tía tốn tiền chứ bộ. Bởi vậy bữa nay tía đãi cho con ăn một bữa hoành tráng luôn. Thôi ngồi xuống ăn đi, tía cũng rơi bụng quá. Toàn món con thích luôn à. Mì xào hủ tiếu rồi, ngon lành nha. Mấy con lấy cho tía. Tía ăn cái gì? Tía ăn cái này nha. Cái gì cũng được. Đây, trời ơi, ngon quá tía ơi. Tía làm là số dắt luôn. Đây, con mời tía. Ngon không? Món của tía là số 1. Ăn nhiều vô đi con. Dạ. Bộ trong đó có người dành ăn với con hay sao? Bữa nay tía thấy ốm nhách vậy. Không có đâu tía. Con á, con gái của tía có một cái dây thần kinh gọi là bào. Vô ông cổng á, đồ ăn ngon cực kỳ luôn, con càng quét thật trơn. Nè, tự nhiên con kể cái chuyện ra làm gì? Không sợ ảnh hưởng tới công việc sao?
Có sao đâu tía, con suy nghĩ kỹ rồi mới kể ra. Với lại con nghĩ á, đó là bí mật của mình, thà như bây giờ á mình nói cho tất cả mọi người biết, còn hơn á mình giấu thì người ta sẽ nắm thóp được mình. Với lại á, con cũng nghĩ là nếu như bây giờ con mất tất cả mọi thứ thì con sẽ làm lại từ đầu, hoặc là con sẽ ở nhà bán hủ tiếu với ông đồ. Con nói nghe cũng tốt. Ủa mà sao không ra cái thằng đẹp trai của con nó không thấy tới ăn hủ tiếu nữa ha. À, dạ không tới cũng tốt mà tía. Vậy đó hả? Nè ăn vô đi con. Dạ. Ăn nhiều đi nghe. Dạ. Bữa nay tía thưởng đó. Đây tôm nè. Đó, bên đây con ăn này xong chứ con lên ký luôn á. Chứ thằng ngon quá. Nhà tài trợ rất là hài lòng về hiệu quả của cuộc thi, cho nên sắp tới họ sẽ tiếp tục tài trợ cho mình. Còn về chuyện diễn viên thì anh đừng lo, em đã nói với trợ lý là sẽ liên lạc với từng người, những người có khả năng nhất để mời về làm talent cho công ty. Em không cần đâu, anh đã nói trợ lý liên lạc rồi. Vậy là có cả Thảo Chi hả? Đúng rồi em, Thảo Chi là quán quân mà. Nhưng mà em thấy là Thảo Chi mới vừa dính phốt không có tốt cho lắm. Tuy là nhiều người ủng hộ nhưng mà rõ ràng là cũng không ít người phản đối. Em chỉ sợ là... Quan trọng là Thảo Chi có năng lực. Còn chuyện đời tư, ai mà không có phốt. Mình là công ty giải trí lớn, phải giúp đỡ diễn viên như lúc này, giúp họ gạt bỏ định kiến và thăng hoa trong công việc. Nếu mà không làm được nữa thì đóng cửa công ty đi. Em dở quá, không có suy nghĩ thấu đáo gì hết trơn á. Thì đúng rồi, Chi vừa là quán quân mà lại có năng lực thì tất nhiên là mình phải đào tạo rồi. Bên cạnh đó, Chi còn là người cùng quê với anh. Có phải cổ là người bao nhiêu lâu nay anh tìm kiếm không? Vào đi em. Dạ, chào giám đốc. Dạ, em đã liên lạc với tất cả các diễn viên để ký hợp đồng. Hầu như họ đều đồng ý, nhưng mà chỉ có một người không đồng ý thôi ạ. Ai vậy? Dạ, là quán quân. Dạ rồi, đây hai tô của anh đây ạ. Cô ơi, tính tiền cô. Dạ, của cô 20.000 đó cô. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn anh, hủ tiếu con nấu ngon quá anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhớ lời ủng hộ nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Con á nha, sắp là diễn viên nổi tiếng rồi. Cái bàn tay đó đó, để cầm kịch bản, cầm viết, chứ không phải bưng hủ tiếu nha con. Tía, con mình nổi tiếng cái gì chứ? Con còn thua cả cái xe hủ tiếu của tía luôn á. Ở đây ai cũng biết cái xe hủ tiếu của tía rất rất là ngon. Là diễn viên nổi tiếng mà đi so bì với tô hủ tiếu của tía hả? Nhưng mà tía nè, dù sau này con có nổi tiếng làm sao hạng A, hạng B, hạng C đi chăng nữa thì con vẫn là con gái của ông đồ bán hủ tiếu ở chung cư. Con muốn đứt hơi luôn á tía. Ủa, mấy bữa trước á, tía thấy con chạy xô muốn ngoan vỏ xe. Bữa nay sao thấy rảnh ở nhà bưng hủ tiếu với tía vậy? Thì tại vì bữa trước á là con đi thi, con mới nhận xô. Rồi tí con thi xong rồi cái con dính scandal, cái giờ người ta e ngại con á, người ta không dám mời con luôn. Vậy đó hả? Mà thôi kệ đi tía, đâu có sao đâu. Bây giờ con sẽ dành thời gian này cho tía nè, phụ tía bán hủ tiếu nè, rồi ở bên cạnh tía nhiều hơn. Cũng được. Dạ. Mai mốt có xô á con chạy quá trời cho tía coi nè. Cái đồ cho con tô hủ tiếu. Dạ, anh ăn hủ tiếu giò hay xương hả? Thì sao cũng được. Sao cũng được là sao ạ? À? Là giò hay xương hả? Thì muốn để gì để đi. Một tô đầy đủ đi tía. Rồi. Chi, bữa anh gặp em, anh kêu em quá trời luôn, mà em lơ anh. Ủa anh gặp em ở đâu? Trên tivi. Tivi 4K 64 inch Full HD. Trời ơi. Lúc đó hả, anh thấy em á nha, cái lòng anh nó thấp thỏm. Nó chủ người đâu mà đẹp giả mang gọi, đẹp bánh nhà lòng luôn á. Đúng không tía? Tía, tao nói mày khùng á. Chi. Dạ. Ngoài chân trái và chân phải của anh ra, anh còn một chân rất là quan trọng. Ê ê ê, nói chuyện với con gái ăn nói đàng hoàng nha. Nói tầm bậy tầm bạ đó, tao dện cái giá lên đầu một cái đó. Ý con nói là chân tình á. Công nhận chú có suy nghĩ thật là đáo để. Mày á, nói tầm bậy cho lắm. Ê, nghe nói cổ chưa có chồng mà có con á, không biết ai ăn cổ rồi bỏ ha. Ê, thắc mắc
gì xéo sắc quá vậy? Của người ta còn nhỏ, ta lỡ làm tin người khác được không? Rồi, hai thằng kia đó ăn cho lẹ đi, về giùm tao cái ngồi đứa nhơi hoài cho một ghế luôn hay gì đó. Nhiều chuyện không à? Tía, kệ tụi họ đi tía. Mấy thằng này á, tía phải dằn mặt nó vậy, nó mới sợ. Nhưng mà con làm cái nghề này á, thì phải chấp nhận thôi. Chắc chắn là phải có người này nói cái này, người kia nói cái kia mà. Cho nên bây giờ á, mình phải đừng có quan tâm gì hết. Kệ đi tía. Đi đây con cắt cho. Thôi để tía làm được rồi, diễn viên mà làm cái gì. Chú nè, anh tính tới đây làm gì nữa vậy? Tại sao tụi cháu bán hợp đồng? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm nghề bằng chính đôi chân của mình. Tôi không còn ai nâng đỡ hết. Anh không nâng đỡ chi? Chiến thắng cuộc thi là năng lực của chi. Với lại công ty chiêu mộ người tài là chuyện rất bình thường. Anh biết chuyện đứa bé sẽ ảnh hưởng đến chi. Tôi không ký, tôi không tham gia. Tôi tự xây sở được, anh về đi. Ít nhất thì chị cũng phải cầm bản hợp đồng và đọc nó chứ. Alo. Dạ, thiệt đó anh. Dạ rồi, em biết rồi ạ. Tía ơi, con có xô nè. Cái hả? Dạ. Chúc mừng con gái nha. Nè, anh thấy rồi đó, tôi có rất là nhiều xô. Còn cái bản hợp đồng này, anh mang về đi. Chị. Chi cái gì nữa mà chi? Tới thì cũng đã tới rồi. Thuyết phục thì cũng đã có thuyết phục rồi. Thất bại thì cũng thất bại rồi. Giờ có ăn hủ tiếu hay là nhịn đói đi về. Dạ ăn. Ăn phải không? Mời quý khách ngồi. Ủa, ở đây luôn hả anh? Dạ anh. Đây là anh Đăng đạo diễn. Dạ em chào anh ạ. Ừ. Chào em. Dạ. Em đúng là đẹp thiệt á. Ở ngoài em còn đẹp hơn trên hình nữa. Cái gương mặt với lại cái dáng của em á rất phù hợp với vai này. Anh đã chấm em từ lúc anh coi cuộc thi rồi. Dạ, cảm ơn anh đã quá khen ạ. Ừ. Anh đã chấm em cho vai nữ chính trong dự án sắp tới của anh. Thì hôm nay mình sẽ cắt một cảnh rất là quan trọng. Em vô thay đồ trước đi nha. Em cởi đồ ra, em quấn cái khăn này thôi. Ủa, khoan đã anh ơi. Vai gì mà em phải cởi đồ quấn khăn vậy ạ? Vai nữ chính. Và cái cảnh này là cảnh quan trọng nhất trong cái vai của em á. Đó là cảnh em với lại nam chính làm tình. Hôm nay anh sẽ thị phạm trước cho em. Để lúc đó em vô em diễn á, em khỏi bị bỡ ngỡ nha. Đi thay đồ trước. Ê, đi. Dạ, dạ. Em không đóng cái vai này đâu anh ơi. Sao anh trợ lý nói vậy mà lên đây gặp anh thôi, chứ đâu có nói là em phải cởi đồ gì đâu ạ. Gì vậy? Vai gì em cũng có thể đóng. Nhưng mà riêng mà cởi đồ này nọ rồi cảnh đó em không có làm đâu. Em là diễn viên mà, cảnh nào cũng phải đóng chứ. Với lại em cũng có con rồi, phải còn con gái đâu mà đặt ngại ngùng nữa. Xạo được phải không? Giỡn với anh được phải không? Thôi giỡn hoài à. Đi vô thay đồ lẹ đi nè. Đi vô. Điên tái. Điên tái hả? Tôi nói cho anh biết nha, tôi không phải là loại diễn viên đi lên vào thân xác của mình. Dù không thể ngóc đầu trong làng giải trí, nhưng chí ít tôi vẫn có thể ngóc đầu nhìn đời. Còn anh là đồ hèn. Điên tái hả? Điên tái hả? Con đi. Rồi. Đây. Hủ tiếu tới. Tính tiền em luôn anh ơi. 20 ngàn. Đây nè. Đó, cháu ở đây nè. Đây tính tiền. Okay. Nè. Sao tới đây hoài vậy? Thì em chưa ký hợp đồng anh phải tới. Tía. Ủa mày chi? Đi mày quảng cáo gì về sớm vậy em? Chắc lại học hạt hay là cự cãi với đạo diễn đúng không? Sao không biết? Tính của chi thì phong quá rành rồi. Ủa mà nè, ở đây thiếu gì quán hủ tiếu bán ngon. Không đi qua đó ăn đi, suốt ngày cứ qua đây hoài vậy. Đừng có phá mối mà ăn làm ăn của tôi đó nha. Chú, cho con một tô hủ tiếu. Có liền. Hết rồi, đi về. Hết tiếu rồi, đi về đi. Chi, chi bình. Đây, đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi xuống đây. Làm gì vậy? Ký đi. Tôi đã nói là không ký. Chi đặt cảm tính vào công việc có được không? Đây là công việc, nó xin lợi cho công ty. Phong ký hợp đồng với chi á là ký vì công ty. Không ký với chi á thì cũng sẽ ký với những thứ khác. Tôi không có thích ký. Hay là chi còn tình cảm với Phong? Rồi sợ
không cầm lòng được. Ông nói tao láo gì vậy hả? Tôi nói nó không ký là không ký, không có tình cảm gì ở đây hết. Đừng có chần chờ nữa, ký đi. Nói là không ký. Chần chừ không có trong từ điển của người thành công. Cơ hội này là chi đạt được mà. Đừng vì cảm tính mà bỏ đi nó. Nó nói đúng đó. Còn ký được thì ký đi con, còn do dự gì nữa. À Chi nè, à, nếu mà Chi đồng ý ký vào bản hợp đồng này á thì Phong nghĩ Chi phải gọi Phong bằng anh và xưng em, như vậy nó mới phải phép. Mơ. Ai ký? Tôi không bao giờ ký đâu nha. Rồi, xong. Tại cái tai của tôi á, chứ không phải tại tôi đâu. Trời ơi, cái tai này kém sang, kém sang, kém sang à. Cô bắt trò lại đi. Lúc nào cũng hại tôi vậy? Tôi đã nói là tôi vô tình mà. Còn đây là thành ý của anh. Ủa? Em đừng ngạc nhiên. Vì người đẹp, anh có thể hy sinh nhiều hơn nữa kìa. Nhưng mà anh có khó chịu không? Vậy đành mới sang nè. À, dạ 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 thôi em cảm ơn ạ. Để em tự làm được rồi ạ. Em dùng thêm đi. Dạ cảm ơn anh. Anh đã thấy em lúc thi tuyển vô công ty rồi, nhưng thực sự ở ngoài em còn đẹp hơn nữa. Dạ còn em á thì thấy anh trên TV quá trời luôn, mọi đóng phim hay quá trời luôn á. Nhưng ở ngoài anh sẽ khác đúng không? Ừ, ngoài đẹp trai hơn. Anh thế nào? Ừ, thì người đẹp làm gì cũng sang hết trơn á. Thôi bây giờ anh phải đi quay rồi, hẹn gặp em sau nha. Dạ cảm ơn anh vì đã cho em mượn khăn giấy ạ. Để cho anh sẽ giục rác giùm em. Dạ cảm ơn anh. Cô á, thôi dở mấy cái trò rồi quấn đàn ông đó đi. Đúng là cô không có kém sang như tôi nghĩ, mà là rất kém sang. Mới vô công ty mà đã dở cái trò rù quến đàn ông ra rồi. Tôi nói cho cô biết, anh Kiệt á là người nổi tiếng nhất nhỉ công ty này. Cô thôi mấy cái trò rù quến đàn ông kém sang đó của cô đi. Mà nè, có chuyện gì vậy? Chưa gì đó ồn ào. Trời, sao mà nước nôi tùm lum vậy? Như đổ cà phê lên người em đó chị. Dạ em lỡ. Chị hy vọng á cái này là sự cố, chứ không có muốn là mọi người ở đây gây gỗ với nhau đâu nha. Chung sống hòa khí một chút. Dạ. Rồi, bây giờ giới thiệu với mọi người. Đây là Phi. À, kể từ ngày hôm nay thì Phi sẽ là quản lý của tất cả mọi người. Nếu mà mọi người có thắc mắc hay là cần gì, có bất kỳ một cái nhu cầu gì á, thì cứ kiếm Phi nha. Hello everybody. Từ nay hãy gọi tôi là Mr. Phi. Dạ, chào anh. Dạ. Chào chế. Bé này dễ thương, dễ cưng, dễ mến nè. Sao không biết điều, dễ sợ. Rồi, coi như làm quen với nhau, cùng giúp đỡ nhau ha. Chi. Dạ. Em phải cố gắng thật là nhiều nha. Công ty kỳ vọng vào em rất là nhiều đó. Chị hy vọng là trong tương lai em sẽ trở thành trụ cột của công ty. Dạ, em biết rồi, em sẽ cố gắng ạ. Rồi, bây giờ thay đồ cho Chi đi. Lấy cái đồ nào của nhà tài trợ mà mới nhất đẹp nhất thay cho Chi ha. Giữ hình ảnh cho talent của công ty mình là nghĩa vụ của em mà. Rồi, à, còn bây giờ thì Phi dắt tất cả mọi người đi ăn xem như là tiệc chào mừng nha. Ủa, chị không đi với mọi người hả? Chị có hẹn với anh Phong rồi. Được, tình tứ dữ ha. Mà nó nghe, lo giữ nha. Không em hốt ảnh nào không hay đó. Quỷ à. Vậy nha, mọi người đi chơi vui ha. Dạ. Rồi, bây giờ tất cả mọi người đi ăn với chế. Sẵn tiện á, mình bàn kế hoạch cho tương lai sắp tới luôn ha. Dạ. Đi, nhanh xúc tiến. Rồi còn Chi, theo chế đi thay đồ. Dạ.
Rồi lên xe luôn đi mấy đứa. Đi lên 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 lên. Nhanh 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 nhanh. Lên xe lên xe lên xe em. Thấy con thành công như vậy, ba mừng lắm Chi ơi. Sanh con ra mà không lo cho con được đàng hoàng, con phải sống vui vẻ và hạnh phúc. Đóng quần chúng thôi mà cũng phải đặt đọc kịch bản nữa hả? Sang quá ha. Mẹ tôi à, con... Trợ lý ơi. Có đây, có đây. Gì vậy? Mỏi chân quá nè, giờ ngồi ở đâu đây? Để chút. Chế ơi, chế có thể nhường ghế cho chị này được không? Ủa, tôi đang ngồi mà. Chị này hôm nay diễn nhiều lắm, chế nhường ghế đi. Mỏi chứ muốn ngồi quá thì tự lấy ghế mà ngồi chứ. Thôi đi ra nè. Nè. Có ghế này chế. Sao quá đáng quá vậy? Oops. Chi nè, sao ngồi đất vậy? Ghế của em đó. Thôi, em đâu có ghế này đâu. Ghế này á là anh dành cho em đó. Thôi 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 thôi. Sao vậy? Em bận bộ này á đang dơ. Em ngồi đó cũng không sao. Em nè, tuy đồ xấu đồ dơ vẫn không che lấp được vẻ đẹp của em đâu. Người đẹp phải ngồi ghế đẹp. Tựa lưng êm ái sẽ tiếp thu được nhân vật nhiều hơn. Em ngồi đi. Thôi mà. Ngồi đi em. Nè, anh Kiệt. Nắng quá đúng không? Anh chuẩn bị hết cho em rồi. Nắng quá à. Để tiết thuốc chống nắng và đẹp da. Em uống đi. Oribe này á, hôm bữa trước chị Hân cho em một bộ luôn á. Nhưng mà khi đi quay á, em phải nhớ đem theo, em hiểu không? À, thì em có sử dụng mỗi ngày mà. Ừ, em uống đi. Dạ, cảm ơn anh. Nha, em gửi lại anh nè. Anh tặng em đó. Anh là celeb của công ty mà. Anh được rất nhiều thuốc này. Dạ. À còn nữa. Đây. Anh đã chuẩn bị cho em một cây quạt pin. Em chỉ cần ấn nút và thế là nó đã hoạt động. Không cần phải quạt tay. Quạt mạnh mạnh lên coi. Máy quay Diễn. Em sao? Tôi xin lỗi ạ. Cô có sao không cô? Mắt mũi của cô để đâu vậy hả? Cô không thấy người ta đi qua à? Tôi xin lỗi cô nha. Lỡ làm giày của cô dơ để tôi phủi cho. Buông cái tay bẩn thỉu của cô ra. Cô phủi rồi đôi giày của tôi có hết dơ được không? Dạ tôi thành lập xin lỗi cô à. Xin lỗi cô nhiều. Không có xin lỗi gì hết á. Cô xin lỗi thì đôi giày của tôi cũng đâu có sạch lại được đâu. Đôi giày của tôi 10 triệu. Cô đền đi. Khoan đã. Dạ dạ dạ. Dạ em xin lỗi à. Anh đạo diễn ơi. Có gì? Có chuyện gì vậy? Dạ cái cảnh này á là chị bảo em đền 10 triệu xong rồi chị bỏ đi mà chứ đâu có hất cái này vô người em đâu. Oops. Xin lỗi nha. Nhưng mà đạo diễn ơi, em nghĩ á là nếu như mà em thêm cái tình tiết đó vô thì phim nó sẽ hấp dẫn hơn đó. Em làm như vậy có được không hả đạo diễn? Được. Anh thấy vậy hay á. Được được. Ủa anh ơi, sao mà được á anh, mình làm theo kịch bản đi hả? Lo làm đi, thắc mắc hoài à, trời tối giờ. Diễn. Dạ, vậy tụi em xin làm lại nha anh. Mày á, chỉ là một cái thân phận nhỏ bé trong cái đoàn này thôi. Nghĩ sao á, mà có lên tiếng được vậy. Tốt nhất á, thì nên im cái miệng lại và diễn đi nha. Làm lại ạ. Chi nè, mới bắt đầu, mình phải cố gắng. Em làm được mà. Làm lại đạo diễn ơi. Máy quay Diễn. 10 triệu đền đi. Cô ơi tôi xin cô, tôi năn nỉ cô luôn á. Bây giờ tôi không có 10 triệu tôi đền đâu cô ơi.
Ở nhà tôi còn mẹ già, cha già với con ở nhà nữa. Cô tha cho tôi nha con ơi. Con làm cái gì vậy? Buông tôi ra hết coi. Nghĩ con mà. Buông ra con làm cái gì vậy? Cô tha cho tôi nha con, tôi có 10 triệu đó con. Buông tôi ra. Cắt. Tiệc chơi, cảm ơn mọi người. Hay lắm. Em bị tuyệt vời đó. Anh đứng đây á, xem như rất dài vì cảm xúc của em đó. Diễn cái gì mà không biết tiết chế gì hết, đau chân muốn chết à. Trợ lý, đưa khăn giấy với nước cho anh. Nè, em lau nước mắt đi. Dạ, cảm ơn anh. Khóc nhiều là mất nước nè, uống chút nước vô. Dạ, cảm ơn anh. Đúng ra vai chính phải dành cho em, chứ phải giao vai phụ đâu. Đạo diễn đúng là không có con mắt nhìn người. Nè, em sao vậy? Như nãy bụi nó vô mắt em sao á. Đi đi, anh coi vậy. Để anh thổi cho. Hết chưa? Em thấy đỡ chưa? Dạ, đỡ rồi đó. Cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì đâu. Em về trước nha, cảm ơn chị. Chi, dạ. Em về hướng nào? À, em bắt xe rồi. Để anh đưa về, bắt xe chi cho mất công. Dạ thôi được rồi, em tự về được mà. Cảm ơn anh nha. Không khách sáo nha. Anh với em là đồng nghiệp, với lại cùng công ty nữa. Khách sáo là anh buồn đó. Để trợ lý của anh xách cho. Thôi để em xách cho. Nè. Nè nè, em xách. Được rồi, đi với anh. Đi. Đúng là biết dụ dỗ đàn ông mà. Phải đưa những cái hình ảnh này lên báo để cho anh Phong thấy rõ cái bộ mặt của nó. À, mà có điều quan ngại lắm nha. Cái gương mặt đó đó, đóng mấy vai lèo tèo mà vẫn được đạo diễn khen nhiều lắm đó. Giờ phải làm sao vậy em đây? Làm sao cái gì? Thì mình cứ tiếp tục chăm sóc em cho đến khi nào mà em tự nguyện rời khỏi công ty thì thôi. Nhưng mà nhớ, chuyện này là không được để cho anh Phong biết đâu. Nhớ chuyện gì mà không thể cho anh Phong biết vậy? Thì là chuyện này. Thật sự là những cái chuyện này thì em sợ là ảnh hưởng đến hình ảnh của Chi. Rồi anh khó chịu cho nên là em muốn không cho anh biết. Hơn ai hết anh hiểu anh Kiệt rồi đó. Ảnh là một người rất là đào hoa. Mà bây giờ Chi thì đang có tình cảm với ảnh. Em chỉ sợ là lấn sâu vô rồi Chi là người khổ thôi. Phi, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh này xuất hiện ở đâu. Nếu có, bộ phận thay là anh sẽ trách nhiệm. Anh yên tâm, em sẽ lo vụ này mà. Mà anh tìm em có chuyện gì không? Anh đến vì buổi quay TVC ngày mai. Ngày mai anh sẽ có mặt cùng với khách hàng. Em nhắc talent của mình luyện tập thật kỹ, đừng làm mất danh dự của công ty. Em biết rồi. Giờ sao chị? Có cái đầu để dùng làm cái gì? Suy nghĩ về một cái đi. Cái gì cũng hỏi. Có cái não để chưng hả? Mai quay hả? Trời ơi, cái gì mà la mà muốn điếc cái màn nhĩ luôn vậy? Thì quan trọng lắm đó. Tôi phải đi gian sinh người ta lắm á. Mới có cái xô này cho cô đó. Nếu mà quan trọng á thì phải báo em sớm chứ. Cái này gấp quá. Rồi trong kịch bản nè, anh thấy không? Có một cảnh nhảy với lại sản phẩm nữa. Rồi sao mà em làm cho kịp? Thì có một chút sơ suất, cho nên nó mới gấp. Thấy cô than thở, không có xô nào ra hồn, tụi phải đi năn nỉ lại lục van xin người ta. Còn bây giờ cô không muốn thì thôi, cô trả đây, tôi đi tìm người khác làm. Thôi, để em làm, em nhận chấp này. Dạ anh Phi, đây là nước hoa cham, sản phẩm ngày mai mình quay, người ta mới mang qua hôm nay ạ. Đây là sản phẩm của nhãn hàng, sẽ quay trong TVC luôn. Là em phải kết hợp với cái này với lại điệu nhảy hả? Đúng rồi. Cố gắng kết hợp làm cho tốt.
Làm việc cho chuyên nghiệp á, không là thất nghiệp nha. Chế đi đó. Em vừa đẹp, diễn hay, giờ lại nhảy giỏi. Có loại hình nào mà em không biết làm không? Thôi đi ông, kệ em đúng không? Tình luôn á. Anh nói thật chứ bộ. Em giống như là búa rối đây vậy á. Bậy. Anh thấy á, em rất là sexy. Mà sao hôm nay em tập nhảy vậy? Thì tại vì ngày mai em phải quay TVC cho nước hoa cham nè. Chính xác. Nhãn hàng này á, rất là tinh mắt. Bởi vì một người sexy như em thì phải quảng cáo nước hoa. Thôi mệt quá đi, đừng có ghẹo em nữa. Em mà sexy cái gì chứ. Thiệt tình luôn á, nãy giờ em cứ quơ tay quơ chân, người em giống như là bị điện giật vậy đó. Do em chưa tự tin thôi, chứ em mà thuộc động tác á, chắc chắn em nhảy không thua gì dancer. Thôi đừng có nói quá nữa. Mà nè, có cái đoạn kịch bản chỗ này nè, em chưa có hiểu, anh giải thích giùm em nha. Đó, cái chỗ này là em không hiểu nè. Này, người ta nói là sau khi mình nhảy chung với lại bài nhạc chủ đề của nước hoa cham, sau đó là mình sẽ đọc cái câu slogan. Đó, thì cái này có nghĩa là mình nhảy hết xong rồi mình mới đọc đúng không? Hay là sao? Hay là đọc trước rồi mới nhảy? Đơn giản mà. Em không cần quan tâm tới kịch bản. Một người sexy như em. Anh nói là body nóng bỏng như em, kết hợp với sự ngọt ngào quyến rũ của nước hoa, tạo điểm nhấn cả hai hòa quyện với nhau, thì đó là đạt được ý đồ của đạo diễn rồi. Có nghĩa là em phải làm sao vừa sexy, vừa quyến rũ mà vừa liên kết được cả nước hoa và cơ thể của mình. Chính xác. Em phải tương tác được với lại sản phẩm mà em đang quảng cáo, đặc biệt là nước hoa. Nhưng mà nè, mấy cái động tác của dancer gửi cho em á, em thấy khó quá rồi, em tập không có được. Yên tâm, anh sẽ chỉ cho. Vậy bây giờ em tập mấy cái động tác dancer gửi cho em á, rồi có gì anh tập cho em nha. Cái nào không đúng anh chỉ cho em ha. Đó, là như vậy. Mình làm lại ha. Dạ, được rồi, em hiểu rồi. Bây giờ anh đứng qua bên đây đi, em coi thử em làm được chưa nha. Để làm đi. Lên. Đúng rồi. Đi ra. Nè. Em có sao không? Để anh tập cho. Mình tập tiếp ha nghỉ. Tập tiếp ha. Thôi không sao đâu, tập tiếp đi, ngày mai em phải quay rồi. Được, đi. Đây. Em bị bong gân rồi. Bị bong gân hả? Ừ. Rồi sao mai em quay được? Chị yên tâm, nhỏ đó có phải là mà có chết sinh đâu mà thuộc nguyên một bài nhảy cho một đêm. Quan trọng á là nó còn đang bị siêu cầu ve kìa. Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm. Nhìn cũng tội nghiệp, tính ra cũng có tài năng mà năm số tháng hẹn gặp chúng mấy người ba gai. Mời không ạ.
Dũng. Ủa? Lâu quá mới gặp anh. Mà sao anh ra hiện trường chỉ cho cực vậy? TVC lần này rất là quan trọng nên anh không có giao được cho mấy thằng lính. Nhưng mà anh cũng chỉ ngồi chơi thôi. Có phòng thì anh yên tâm rồi. Dạ. Cảm ơn anh đã tin tưởng. Xin phép mời anh. Dạ, em mời anh Dũng. Đây, anh ngồi đây. Thôi, em chào anh. Chào đại diện. Nước hoa cham. Nước hoa cham, nước hoa đặc. Sao chị lại ở đây? Phái nữ. Em xin lỗi, cái này là em chưa kịp báo với anh. Tại vì cái bạn talent cho cái job này á, đột nhiên là bạn ấy báo bận đột xuất, không có đến được. Em phải thay Chi vô. Lúc đầu em cũng không biết phải xoay sở sao. Nhưng mà Chi nói là Chi có thể làm được rất là tốt. Cho nên là em cứ để cho Chi có cơ hội thử coi sao. Cái này gấp quá, em chưa kịp báo với anh. Nhưng mà em thông qua ý anh Dũng, anh Dũng ok rồi. Bắt đầu đi em. Anh Thành ơi, bắt đầu được rồi. Rồi, mọi người chuẩn bị nha. Máy chạy. Viết. Cắt. Sao vậy em? Dạ, mọi người cho em xin lại một lần ạ. Anh cho em xin lại nha anh. Dạ, xong rồi ạ. Mọi người bắt đầu lại. Máy chạy. Viết. Cắt. Sao vậy em? Dạ, xin lỗi mọi người ạ. Tại vì chân em bị chật ạ. Em có diễn được không? Thôi thôi, cứ tạm nghỉ đi nha. Em xin lỗi anh Dũng nha. Tại vì bạn này là người mới, cũng còn yếu kinh nghiệm quá. Nhưng mà anh cứ yên tâm, em liên lạc với bạn talent đầu tiên rồi, đang trên đường đến luôn. Bạn đã đến rồi mình quay liền nha. Đến luôn, vừa kịp lúc luôn. Make up hết rồi đúng không? Dạ. Anh ơi, bây giờ vậy thì em cho đổi người để thay trang phục rồi mình lên mình quay, mình tiết kiệm thời gian anh nha. Anh Dũng thấy sao? Thật ra thì tôi cũng không muốn đổi người đâu. Nhưng mà cô này bị chặt chân rồi. Thôi, mình đổi người cũng được. Dạ rồi, Thảo Chi ơi, xuống đổi đồ với bạn đi em. Dạ, em quay được à. Khoan đi, khoan. Anh Dũng cho em xin ít thời gian nha anh Dũng. Ok. Anh ơi, mình trễ lắm rồi bây giờ. Để anh giải quyết. Em đứng gì được không? Từ từ thôi. Từ từ thôi. Đau không? Em thấy đỡ hơn nhiều không? Chị, tiếp tục được không? Nếu không được á, anh cho bạn khác thế. Sưng nhiều lắm rồi. Em nghĩ là em sẽ làm được. Anh cho em thêm cơ hội đi. Chứ em không thể nào mà để mất mặt công ty như vậy. Em chắc là mình làm được. Nước hoa cham, nước hoa đẳng cấp dành cho phái đẹp. Cắt. Good job. Cậu đúng là có mắt nhìn người đó nha. Cô diễn viên này sẽ còn tiến xa hơn nữa đó. Chút xíu nữa là tôi bỏ qua một tài năng rồi. Thôi, anh xin phép về trước nha. Ok. Ok. Phi, công việc quản lý talent là giúp đỡ chứ không phải là gây khó dễ cho họ. Nếu mà diễn ra một lần nữa, tìm công ty khác mà làm. Dạ xin lỗi sếp, tại hôm nay kế hoạch sản xuất gấp quá, sẽ không có lần sau đâu ạ. Có mỗi một chuyện là liên lạc với sản xuất để sắp lịch cho diễn viên mà cũng làm không xong nữa. Bây giờ làm được cái gì? Chi mà có chuyện gì là không yên thân với tôi đâu. Lên coi Chi làm sao kìa. Lẹ lên. Chi có sao không em? Anh, cái chuyện của team sản xuất để em lo cho. Bây giờ để Phi lo cho Chi. Mình đi. Ôi, liền đi đau, chứ để đau, người đau nắng trông kỳ em. Lắm. Thôi đi, có một Phi rồi. Giờ chế Phi á, đi tìm giùm em cái băng gạc được không? Em băng cái chân lại cái. Để chế đi lấy.
Lần này là do Phi làm việc tắc trách. Nhưng mà em thấy đưa kịch bản hôm nay rồi ngày mai quay là chuyện hết sức bình thường. Đã là diễn viên phải làm quen chuyện đó chứ. Dù sao đi nữa thì Phi cũng là nhân viên lâu năm. Em biết Chi là một người bạn cũ của anh, một người bạn cũ mà anh rất là quý. Nhưng mà anh đừng có nâng đỡ Chi trước mặt nhân viên khác một cách thái quá như vậy, sẽ làm người khác thành kiến đó. Anh chưa bao giờ xen vào việc của Chi ở công ty, nhưng thấy có người đang muốn nâng người này và dìm người khác. Anh đang ám chỉ em á. Anh không biết vì lý do gì mà em có thành kiến với Chi. Muốn là một quản lý giỏi á thì phải công bằng với tất cả nhân viên. Đến khách hàng còn nhận ra Chi là một viên ngọc quý. Anh mong rằng tất cả những việc em đang làm là mài dũa viên ngọc quý, chứ không phải là dập nát nó. Tại vì em lo cho anh thôi. Chứ anh nghĩ đi, tại sao bao nhiêu năm tìm kiếm thì không gặp, đùng một cái anh lên làm giám đốc công ty giải trí, cứ xuất hiện lảng vảng xung quanh anh à. Cảm ơn em. Anh lớn rồi, anh tự lo cho mình được. Thiệt luôn á. Cẩn thận. Dạ. Ủa, Chi? Chế? Ủa, anh Kiệt đi đâu đây? Anh tính tới đây coi em quay. Anh tới trễ rồi. Em quay chán thấy mồ à, giữa ẹt rồi, có đi đâu coi. Phải rồi, chân em đỡ chưa? Dạ, còn hơi đau đau à. Đau, tức là còn đau. Hôm nay em chống lịch, anh đưa em về. Ê, thôi. Không cần đâu. Hôm nay chế Phi đưa em về. Năm nay chế có chuyện bận rồi. Kiệt đưa bảo bối của công ty về tới tận nhà giùm chế nha. Sẵn lòng. Cái gì vậy chế? Trời chứ không hả, công ty hả lột da chế làm ghế sofa chết. Hai đứa về. Em về với Kiệt đi, không sao đâu. Thôi chứ nói chứ đưa em về mà. Đi hai đứa đi rồi. Đi. Đi Kiệt đưa em về đi. Chế. Rồi nha, không sao đâu. Rồi ok nha. Cuối cùng cũng có chuyện để lập công. Xin lỗi em nha Chi. Ai cũng vì miếng cơm thôi. Tính tiền con vô ơi. Hai chậu con. Cảm ơn nha. Bà sao không ở chỗ nào có thang máy chút? Dạ, từ tiếng không có về. Trời đất ơi, bị cái gì vậy nè? Hả? Dạ. Trời thật thánh thần ơi, cái thằng ốm dịch. Con gái tao mày làm như bao gạo, mày quăng kia đó còn gì mày? Dạ, dạ con gấp, con chào tía. Ai tía mày? Mày dòm ai vậy? Dạ, con dòm tía. Dòm tao xong lột kiến ra sao tao thấy mắt mày? Dạ, tía. Chân cẳng bị gì con? Dạ, con bị trật chân á tía. Trời ơi, đi đứng phải cẩn thận chứ. Con có sao đâu, con bị mấy bữa là hết à. Tía, con giới thiệu với tía nha. Đây á, là anh Kiệt, là diễn viên chung công ty với con á. Dạ. Biết rồi, thấy trên truyền hình hoài. Dạ. Duyên đóng vai ác nè. Duyên dụ dỗ con gái nhà ta chứ gì. Dạ, cái đó trên phim thôi tía. Chứ ở ngoài tía thấy không, còn như một thiên thần. Công nhận đạo diễn khéo thiệt chứ. Chọn diễn viên hay chứ. Trên truyền hình ác sao, ở ngoài đời vợ mặt ác y vậy. Tía, cái đó là nhân vật trên phim thôi. Tía, con đói bụng quá à. Tía làm cho con một tô hủ tiếu đặc biệt được không? Có liền. Tía cho con tô luôn nha tía. Hết rồi. Ủa tía, con thấy còn quá trời mà. Tía đùa cho vui vậy thôi. Dạ, tía cho con cục giò này nghe. Cho mẹ ăn xương chứ ăn giò gì. Tí đùa cho vui. Em sao rồi? Em không sao đâu. Em nghỉ vài hôm là hết à. Với lại thời gian sắp tới cũng không có xô chậu gì. Em ở nhà em dưỡng thương luôn. Hả? Nói vậy là em chưa nhận được cái dự án phim nào. Không sao đâu. Anh sắp nhận được dự án mới nè. Có gì anh giới thiệu em casting. Cũng được, có gì có thời gian có lịch á anh báo em nha. Chị nhỏ mà. À, ăn đi. Dạ, con cảm ơn tía.
Thôi nè, anh ăn tô của em đi. Để em ăn tô đó cho. Tô này tí làm cho con á. Anh cứ ăn xíu hết. Tí hiểu ý anh ghê. Con cảm ơn tí. Mặt với anh kia mà rồi làm rễ nhà tao hả mày? Hôm nay mẹ rất là đau, tưởng là mình phải bỏ cuộc rồi chứ. Nhưng mà không ngờ mẹ vẫn làm được đó con. Con đang truyền sức mạnh cho mẹ từ thiên đường đúng không? Mẹ yêu xương rồng của mẹ nhiều lắm. Ai cũng qua một thời muốn nhìn thấy bầu trời. Cô diễn viên này sẽ còn tiến xa hơn nữa đó. Để hóa giải chuyện hôm qua đó biết bao giờ về. Sao Thiên Thơ á, nói với nó về xua đuổi mấy cái thằng cô hồn cát đảng đeo bám theo con hoài đó. Tía thấy chướng tay gai mắt quá. Tía, thôi mà tía đừng có như vậy. Con đã nói rồi, con với anh Kiệt á là đồng nghiệp với nhau thôi rồi. Đàn ông con trai gì mà bóng bẩy, nhìn thấy không có cảm tình chút nào hết á. Uống thuốc giảm đau đi, tía mua thuốc đó. Cảm ơn tía, tía lo cho con hoài luôn á. Hôm ra có điện thoại về cho ba con không? Lên truyền hình hài rầm á, không lẽ cả nhà không ai coi, không ai thấy. Dạ, chắc là ba của con quên con luôn rồi. Con nói vậy sao phải? Con của con nó chưa thành hình mà con còn không quên. Mấy năm trời con còn rầu còn nhớ. Huống hồ vì ba con nuôi con mười mấy hai chục năm nay. Hùng dữ, đâu có nỡ ăn thịt con. Điện đi, bớt quá nghe ba con la vài tiếng thôi, chứ đừng để hối hận không kịp nghe con. Ông gặp nó rồi, nó có cho ông tiền không? Tôi chỉ đứng từ xa tôi nhìn con thôi, tôi mặt mũi nào mà tới gặp nó. Ủa gì kỳ vậy? Nó là con ông mà. Ông là cha nó mà. Ông gặp nó là bình thường. Trời đất ơi, thiệt tình. Ông á nhiều khi cái gì cũng phải chỉ, mệt ghê. Thôi giờ lỡ rồi, ông gọi điện cho nó đi nha. Ông nói nó là con gửi tiền về cho ba gấp, mà gửi nhiều nhiều nha. Bởi vì bệnh của ba bữa nay càng ngày càng nặng. Tiền mượn nợ dữ lắm rồi nha. Gọi liền cho nó đi để nó gửi về cho ông. Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao mà tôi gọi điện thoại tôi xin tiền nó vậy hả? Trời đất ơi, nó là con ông mà, ông xin tiền nó chuyện bình thường. Rõ ràng từ bữa giờ ông bệnh, tôi cũng phải đi mượn tiền tôi mua thuốc cho ông chứ bộ. Tôi đâu có nói sai sự thật đâu nè, đúng không? Thôi rồi, tôi hiểu rồi. Ông ngại đúng không? Tôi làm cho, tôi gọi cho nó cho. Bà không có gọi. Ôi, đưa đây, để tôi gọi cho nó chứ. Tôi nói gì? Bà không có gọi. Tôi gọi cho nó, để nó gửi tiền về. Tôi lo cho ông mà, chứ tôi có đòi tiền gì khác đâu. Nè, tôi nói cho ông biết nha, tôi sẽ lên trên nó, tôi gặp nó. Nó phải đưa tiền cho tôi. Nếu mà nó không đưa tiền ha, tôi đưa cho nó lên báo luôn, lên trang nhất luôn. Ý nổi tiếng rồi biết lo cho cha cho mẹ hả? Cái thứ dông ngôn bụi nghĩa hồi nãy. Cái gì vậy? Quá đáng. Ông bệnh hoạn, tôi lo cho ông từng miếng cơm, từng miếng nước. Bây giờ á, tôi nói con ông gửi tiền cho ông, điều đó không đúng hay sao mà ông còn quýnh tôi? Đúng tới con ông là ông đối xử với tôi như vậy hả trời? Trời ơi, sao số thì khổ như vậy nè trời ơi. Trời ơi. Dạ, em nghe chị Tám ơi. Ừ, trả chứ, chị trả chứ. Trời ơi, chị biết tính em mà. Không bao giờ em thiếu chị lâu đâu. Tại đợt này á, ông chồng em ổng bệnh quá. Nhưng mà chị yên tâm đi, ổng đi gặp con ổng rồi, chắc chắn á, sẽ là
có rất nhiều tiền đem về cho tôi nha chị nha. Nha. Rồi tôi nói thiệt mà, chị yên tâm nha chị. Dạ. Ráng nha chị, ráng nha chị. Sẽ có đầy đủ tiền trả cho chị. Dạ. Tiền ở đâu? Tiền ở đâu mà có? Cái gì nữa vậy? Sáu hả Sáu? Có chuyện gì vậy? Hả? Hả? Thiếu tay hả? Rồi 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 rồi. Đợi 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 đợi. Thằng An nó ngủ rồi. Tôi qua liền nghe. Phải qua gỡ chứ. Rồi vậy nha. Ngoan nha con trai, mẹ đi xíu mẹ về. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ai cũng qua một thời muốn nhìn thấy bầu trời để hóa rơi chuyện hôm qua đó. Lúc nào cũng xinh đẹp rạng rỡ hết. Em ngồi đi. Dạ. Sau TVC vừa rồi á thì có rất là nhiều lời mời quảng cáo cũng như là phim ảnh đến với em. Công ty cũng đã sàng lọc ra một bộ phim có thể nói là rất là khả quan và phù hợp với Chi nữa. Đây, kịch bản. Đây là kịch bản phim nhưng mà còn một buổi casting nữa thì mới thông qua chính thức. Nhưng mà chị nghĩ là mấy cái đó là chuyện nhỏ đúng không? Nằm trong tầm tay của em, chị tin là em làm được hết á. Nhưng mà có cái này. Thực sự là nữ chính của bộ phim á thì không chỉ đơn thuần chỉ là một người đẹp rồi đóng chính đâu, mà nó còn gánh vác danh tiếng của cả bộ phim nữa. Em hiểu không? Mà chị nghĩ á là công ty không muốn chi dướng thêm bất kỳ một scandal nào hết, đặc biệt là những cái tai tiếng liên quan đến chuyện tình cảm. Và là người thứ ba, đó là một trong những cái mà chị nghĩ là không chỉ công ty mà khán giả cũng không thích nữa. Em hiểu ý chị mà đúng không? Em hiểu rồi. Chị yên tâm đi, sẽ không có scandal nào xảy ra đâu. Thôi được rồi, em cứ về nghiên cứu kịch bản đi ha. Dạ, em xin phép ạ. Cứ tiếp tục sắp xếp để cho Chi và Kiệt làm việc chung với nhau. Để tôi coi. Lửa gần rơm lâu ngày mà không bén hả? Không bao giờ có chuyện đó. Chuyện đó thì chị yên tâm. Còn cái chuyện mà chị sắp xếp cho em để được... Làm chuyện nào ra hồn chưa mà kể công? Chị yên tâm, nghề mai mối là nghề của em mà. Giải quyết đi. Giai này em được đẹp á. Ừ, hồi gắn diện tốt nha. Yeah. Wow. Mới có định trang thôi á, như là mình chụp poster thiệt vậy đó. Em mở cái gương với lượt nha. Cho em nè. Ở đoàn phim có nước mà, anh uống đi. Nước này là anh cất công đi ra ngoài mua cho em. Không lẽ em từ chối thành ý của anh sao? Vậy anh cứ mua cho em hoài cho nên em ngại. Có gì đâu. Cảm
anh nha. Ừ. Mà anh Kiệt nè, dù sao cũng rất là cảm ơn anh. Tại vì nếu mà anh không giới thiệu cho em phim này á, thì chắc giờ này em không có ngồi đây đâu. Em nói gì kỳ vậy? Anh chỉ là người giới thiệu thôi. Còn casting được hay không á, đó là nhờ vô tài năng của em. Thôi được rồi, em cứ cảm ơn anh hoài như vậy cũng không được, đúng không? Bây giờ mời anh đi ăn đi. Anh nhận. Ăn gì giờ ta? Em suy nghĩ đi. À, em biết rồi. Em sẽ mời anh ăn hủ tiếu ông đồ, chịu không? Hủ tiếu ông đồ? Món đó xiết qua nhà cho anh đi. Anh mà tới đó không yên với tí em đâu. Vậy mà sợ tí em hả? Sao không sợ? Em thấy mỗi lần anh tới đó là anh bị thương tích đầy người à. Sao rõ ràng ban đầu á, chị Hân nói là giao cái da đó cho em mà bây giờ lại... Người ta có tài năng, có người chống lưng. Còn em nhìn lại em đi. Suốt ngày chị Hân. Ủa bộ chị Hân là má em hả? Mà cái gì cũng cho em free hết vậy. Cô tự vận động, giành lấy những gì mà mình muốn đi chứ cô gái. Năm chín về đến chín, thân mật lên. Dạ. Người yêu chứ đâu phải chị em bằng gì hay sao mà đứng xa vậy? Tụi em hiểu rồi. Chi nè, bây giờ em phải tập trung. Chỉ có anh là người yêu của em thôi. Đừng có nhìn hắn ta làm gì. Người yêu trong phim. Hai người phản ứng quá học tốt quá ha. Nhìn cũng đẹp đôi mà anh hả? Tốt, bây giờ chụp concept. Hai cô dành một chàng nha. Dạ rồi. Rồi, cười lên. Tốt lắm, giữ nguyên mắt đó cho anh. Trời ơi, anh Phong, anh có sao không vậy? Hả? Không, không sao, anh không sao. Trời ơi, anh có làm cái gì vậy? Không, anh không sao. Anh Phong ơi, anh có sao không? Từ đó nói là cô buông ra. Bao nhiêu năm qua, anh bù đắp cho cô vậy là chưa đủ hả? Bây giờ anh phải làm cái gì cũng mới vừa lòng, phải chết hả? Không, đừng nói nữa. Đổi cái gì không biết nữa. Bây giờ trật vai rồi sao hả? Ôi. Dạ, anh Phong, em xin lỗi, em lỡ tay. Em lỡ tay hả? Tôi thấy là em cố ý đó. Tất cả mọi người ở đây đều thấy là em cố ý. Em không có. Hay là em muốn chết cả camera? Cô làm cái gì vậy Như? Hả? Em... Hay là em muốn chết lại camera? Giải thích làm sao đây? Chị... Tất cả là tại con nhỏ đó. Rõ ràng nó không có xứng đáng vai chính. Vậy mà nó còn xuất sườn cân kiểu với em nữa. Chị Hân, chị cũng ghét nó mà đúng không? Mày nói thêm một tiếng nào nữa, tao cho mày biến khỏi cái giới này. Mày tin không? Ở trong cái công ty này, không bao giờ chấp nhận những cái chuyện đố kỵ nhỏ nhen như vậy. Tôi cắt dài cô. Chị... Kể từ ngày hôm nay, cô không còn là thay lần của công ty nữa. Cô có thể đi về ngay bây giờ. Giờ tôi nói cho mọi người biết, chuyện đời tư cá nhân thì để ra ngoài, chuyện công ty là chuyện chung. Tôi không muốn có một cá nhân nào như cô Như nữa. Buổi chụp hình hôm nay kết thúc. Khi nào mà tìm được nữ phụ thay thế sẽ tiếp tục. Trợ lý sẽ thông báo với mọi người. Chị làm tốt lắm. Em đưa anh đi bệnh viện. Anh Phong. Chị nè. Chị, em có sao không? Thôi, hôm nay được nghỉ sớm á, tụi mình đi ăn nha. Dạ em không ăn đâu. Chị. Sao anh không đi khám đi mà còn ngồi đây? Chị của anh, đừng quan tâm. Anh làm như em muốn quan tâm lắm vậy đó. Có cách nào để cho em bớt lo lắng về anh không? Đừng quan tâm anh quá nhiều. Anh chỉ xem em là em gái thôi. Cũng tại con Chi đó nữa đúng không?
Tại sao anh cứ lãng phí thời gian của mình để bù đắp sai lầm của quá khứ vậy? Anh không bù đắp, anh yêu Chi. Yêu cái gì mà yêu? Cả công ty này ai cũng biết là con nhỏ Chi nó đang dây dưa với ông Kiệt. Hơn ai hết á, chính mắt anh trông thấy là ông Kiệt đưa nó. Đủ rồi, em đừng nói nữa được không? Anh Phong. Chi. Đi ăn đi rồi về. Thôi, em về nhà ăn với tía. Đâu mất nhiều thời gian đâu. Mà tía ở một mình mà. Wow, ngôn tình nơi con sở. Mình đi ăn đi. Hả? Tía em. Đi ăn. Mời em. Ly này là 100% nha. Tiếp ha. Khoan đã. Chờ em một xíu nha. Em đi vệ sinh cái. Ê, em đi được không? Để anh đưa đi. Không sao, em tự đi được. Cẩn thận nha. Mày trễ rồi, hàng ngon phải để cho anh mày hưởng trước, nghe chưa? Em. Em có sao không? Em không sao. Có cần anh đưa về không? Nhậu tiếp đi. Em chắc chứ? Một ly cuối thôi. Sau ly này á, anh sẽ đưa em về. Vô. Chi nè, mình yêu nhau nha em. Tức là em đồng ý đó. Em tự nguyện, chứ anh không hề gượng ép em. Rồi chứ sao gì nữa. Em làm như em là gái mới lớn á, cần gì phải ứng mạnh như vậy. Chết cái mặt anh rồi. Em xin lỗi nha. Thôi lỡ rồi. Anh Kiệt nè. Anh cho em thêm thời gian được không? Em chưa sẵn sàng. Anh hiểu mà. Anh mới là người có lỗi nè. Anh hơi vội vàng. Đúng rồi, mình cần phải có thời gian để tìm hiểu nhau. Em được dẫn anh nhé.
Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Tiền anh ơi. Dạ, hai chào anh. À, đây cho gửi. Rồi, cảm ơn. Chú biết gì đâu không? Tao có biết đâu. Hôm qua nó có điện về, nó đi chơi với bạn mà tới giờ này thấy mặt mũi gì nó đâu. Con điện qua không được. Kìa, về tới kìa. Dạ, thưa tía, con mới về. Dạ, con chào. Dạ, con chào tía. Ai tía? Dạ. Ủa, anh Phong, đi ăn sáng hả? Ngồi. Tía lại mà. Tía muốn ăn tươi nước sống, anh về nha. Tự động nha. Dạ, có không sao? Không? Anh không sao. Dạ, con chào tía. Tôi tí con về. Dùng cái mặt khó ưa. Mặt trên truyền hình ác sao dưới ác y vậy? Chị. Lỗi tía, đi qua đêm mà không có nói tía biết. Đi chơi gì dữ vậy con? Có đi á, cũng điện về cho tía biết chứ. Dạ, con xin lỗi tía. Lần sau con không có dạy nữa đâu. Chi, em với Kiệt là sao? Anh cũng thấy rồi đó. Tôi với Kiệt đang yêu nhau, cho nên từ nay đừng có tới đây nữa. Cũng đừng có làm phiền tôi với Kiệt nữa. Chú con về. Tía thấy thằng Phong á, nó hiền lành, lịch sự, đàng hoàng, sao con không yêu? Yêu chi cái thằng cái mặt ác ông đó? Tía thấy tía không yêu được. Tía đừng thấy anh Phong tới đây mỗi ngày là tía nghĩ con với anh có thể đến với nhau. Thật ra con và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Còn anh Kiệt á, tía đừng có ác cảm với anh nữa. Anh vậy thôi chứ anh thương con lắm. Tía sợ sau này con sẽ hối hận. Tía, lần này á, tía tin tưởng vào quyết định của con nha. Giấc mơ mong manh ngày dài về một tình yêu của em, tìm kiếm cho em mảnh ghép cuối cùng. Khi giấc mơ chẳng còn trong say, tình cờ anh bước đến trong hoàng hôn dịu dàng, nhẹ nhàng đánh thức con tim, buông lên môi em nụ hôn ngọt ngào. Và rồi cứ thế em tan vào trong nụ cười, và rồi cứ thế em say bờ môi anh mà, và rồi cứ thế không gian chìm sâu, và rồi cứ thế ta tan vào nhau. Tạm biệt những chuyến phiêu lưu tình yêu vụng về, tạm biệt những giấc mơ hoang đường từng như thế. Sao anh tới trễ quá vậy? Anh đã nói hôm nay anh có lịch rồi. Vậy mà cứ gọi điện thoại hoài. Em gọi để nhắc anh thôi, lần nào anh không tới trễ. Em nè, trễ không có đồng nghĩa là anh không tới. Chứ sao giờ anh cũng tới vậy? Lên xe đi. Sáng giờ anh đọc báo chưa? Người ta lên đầm mầm kìa. Báo chí bây giờ ai cũng nói, ai cũng đồn là anh với lại Quỳnh đang quen nhau. Mấy cái chuyện đó anh phải nói với công ty để mà công ty đính chính chứ. Em sao vậy? Nè. Em làm trong cái nghề này em cũng biết. Không lẽ gì mấy tin đồn nhảm đó mình kêu công ty đính chính. Sao?
Hay vậy? Không lẽ em nghi ngờ anh vì mấy tin lá cải đó hả? Làm cái gì vậy? Gì đâu, thấy mặt buồn. Nè. Gì? Từ nay về sau á, anh đừng gặp cô ta nữa nha, em không có thích đâu đó. Yên tâm, anh nói rồi, anh làm việc với bao nhiêu cô gái á, nhưng mà trong trái tim anh á, chỉ có mình hình bóng em thôi. Lên xe. Ê, nè, từ từ té bây giờ. Đi nè. Này. Ai? Rồi sao được? Cấm vô. Tôi đang quay nha. Có gì gọi lại sau. Vậy nha, không có nói chuyện nữa. Có chuyện gì vậy? Đoàn bên kia gọi cho anh về quay. Nhưng mà làm sao được? Để anh đi vợ. Em mới là quan trọng chứ. Đi quay ở nhà hàng ha anh. Cô tới đây làm gì vậy? Ai vậy anh? Bạn diễn bên kia. Hôm nay tôi off nha. Về đi. Anh vừa nói gì? Bạn diễn hả? Ngoài bạn diễn ra em còn là gì của anh nữa? Em không phải là bạn gái của anh hả? Là sao vậy anh Kiệt? Chị ta nói chị ta là bạn gái của anh. Quỳnh, anh giải thích đi, nếu không anh chết với tôi nha. Em sao vậy? Giận kìa. Cái mặt giận xấu lắm nghe. Bộ em tin hả? Em tin là anh quen với nhỏ này hả? Nghĩ sao vậy? Nè, cô nghĩ mình là ai? Cô ở vị trí nào? Cô muốn dựa danh tôi để nổi tiếng hả? Nằm mơ đi. Tôi mà không nể tình á, cô là đồng nghiệp của công ty, tôi đã làm lớn chuyện này lên rồi. Cô cứ lẹo đẻo theo tôi hết phim này tới phim kia, đưa lẹo đẻo ra tới đây nữa. Cái mặt dày quá đúng không? Không biết nhục phải không? Cút đi! Nè! Làm gì? Anh Kiệt! Anh có sao không? Mày! Lúc mày cưa cẩm người ta, sao mà không ăn nói tụi đó? Anh Phong! Em bị nó gạt rồi. Hôm nay anh dạy thằng này một bài học. Ê, anh Phong! Đang ở nhà hàng của người ta đó. Đứa là bỏ côn rồi. Em thấy không? Chợ búa. Tụi nó ăn không được phá cho hôi. Anh đau quá. Anh đau lắm hả? Côn đồ hả? Chợ búa. Đồ khốn nạn. Em. Vậy mà anh còn dám đòi ba tôi đầu tư để cho anh đóng phim hả? Nằm mơ đi. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Quỳnh, Quỳnh em... Công. Tôi gọi anh Phong tới để nói tốt cho anh có biết không? Ô, Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh hả? Anh chết đi. Khốn nạn. Muốn khóc thì khóc đi, muốn hét thì hét đi. Đã nư rồi thì quên cái thằng khốn đó. Em không sao. Tại sao phải khóc vì một người không đáng như vậy chứ? Với lại anh cũng không cần đánh nhau với anh ta đâu. Cái gì? Đến bây giờ em còn bên việc thằng khốn nữa hả? Ai trong hoàn cảnh của anh cũng muốn đấm cho nó dở mặt kìa. Hên là em cản nó đó. Tại em không muốn anh phiền phức thôi. Anh yêu chị, anh muốn quan tâm, muốn chăm sóc, muốn chia sẻ tất cả mọi buồn vui với em. Bỏ qua chuyện cũ nha. Cuộc sống của em bây giờ đang rất là tốt. Với lại em cũng không cần anh bù đắp vì những chuyện đã qua đâu. Ai nói là anh bù đắp cho em? Anh thật lòng yêu em, thật lòng muốn chia sẻ tất cả mọi buồn vui với em. Dù sao thì cảm ơn anh chuyện lúc nãy nha.
Em về trước ha. Chi, anh sẽ làm tất cả, tất cả khả năng của anh để chứng minh rằng anh yêu em. Sự thật là chẳng muốn chia ly, chẳng ai muốn đi vì một hạnh phúc ta từng chờ. Anh thật là yêu em. Nóng không anh bưng phụ cho. Chi, em có thể cười một cái được không? Ừ. Chứ anh thấy nước lèo hôm nay bị lạc không được ngọt nghe. Mày có húp cho mày biết lạ. Dạ nó mặn luôn rồi. Chi, anh nghe nói em bị mồ côi người yêu không? Để anh giúp em cho em hết mồ côi nghe. Mày biết á, mày với cái nhà nó khác nhau chỗ nào? Chỗ nào vậy chú? Cái nhà có cái cửa. Dạ. Còn mày á, bít cửa. Ăn đi, câm họng lại ăn đi. Nói nhiều quá. Còn con, mệt xong ở chỗ nằm nghỉ đi, ra đây làm chi? Thôi, con nằm hoài cũng buồn lắm tía. Ra đây phụ với tía vui hơn. Ra đây gặp mấy cụ hồn các đảng nói bậy bạ mất công, hồi tía nóng. Chi ơi, em có biết là chứng gián cần mỡ, bóc cần bơ, yêu không cần cớ, còn anh thì chỉ cần chi cơ. Yêu không cần cớ, chỉ có mấy thằng lơ ngơ thôi. Lại ông nội này nữa, đi đâu đây? Tía, cho con tô tiếu tía. Ê, rồi. Kêu ai là tía hả? À? Ê, đánh lộn hả? Tôi biết võ nha. Tôi biết võ, tôi muốn cơm được đấy nha. Ê, 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 nhà tao thờ ông thổ địa. Ngày nào tao cũng giái cho ông phù hộ làm ăn cho phát tài phát đạt. Mày tới đây mày nhảy nhót động thổ rồi làm sao tao làm ăn được hả? Tao dện cái giá vô cái chán một cái đó là cái đầu mày đó y như cá la hán nghe, nghe không? Còn anh nói em gì hả? Ăn tiêu đi theo em. Ê chi, đi cái gì ăn đi. Ủa, ở công ty anh hết việc rồi sao anh cứ tới hoài vậy? Công ty nhiều việc lắm, nhưng mà lo cho em quan trọng hơn. Em có gì đâu mà lo chứ, bị đá thôi mà. Không có người này thì mình kiếm người khác. Em không biết trên mạng đang thổi phồng chuyện em với Kiệt hả? Anh nghĩ trong thời gian này em đừng trả lời phỏng vấn, hạn chế ra ngoài, càng ít tiếp xúc với người lạ càng tốt. Em biết rồi. Bị gì vậy? Nãy kêu tôi thiếu kịp ăn đâu. Anh đói bụng thì cứ xuống ăn đi. Mà nè, đừng có gây chuyện với lại khách của tía nữa, đặc biệt là cái anh hồi nãy đó. Alo. À, anh biết rồi. Đợi anh về xử lý nha. Bộ có chuyện gì hả? À, công ty có việc, anh về xử lý xíu nha. Tại sao mày cắt hợp đồng với tao? Đây là những dự án anh lén lút hoạt động công ty bên ngoài. Dạ nên cảm thấy may mắn thì mình bị sa thải. Đây là cái cớ mày muốn đuổi tao ra khỏi công ty. Những cái hợp đồng mà tao làm bên ngoài á, từ trước tới giờ chứ không phải bây giờ tao mới làm nghe chưa. Hay là chỉ vì con đàn bà đó mày mới kiếm cớ hất cẳng tao? Đúng, tao đang tìm cớ đó, nhưng không phải những cái cớ rẻ tiền này. Mày không xứng đáng làm trong công ty của tao. Công ty của tao không chứa những thằng bám váy đàn bà. Mày nói cái gì? Nè, ở đây là công ty, tao không đụng tay đụng chân với mày. Nhưng mày nên nhớ, không phải là mày ngồi vị trí này, mày muốn nói gì thì nói thì phải có bằng chứng nha. Tình yêu không đến thì đi, không yêu thì chia tay. Đó là quy luật hiển nhiên. Mày có phải đàn ông không? Phải biết quy luật đó không? Định nghĩa về tình yêu của mày hơi đơn giản rồi đó.
Quỳnh là em họ của tao. Mày xin ba cô ấy đầu tư phim điện ảnh đúng không? Xin lỗi mày nha, tao làm cho mày mất cả chì lẫn chài. Mày ngon lắm. Nè, tao cũng không thèm ở công ty mày đâu. Diễn viên hạng A như tao bước ra ngoài thiếu gì người ký hợp đồng. Nói cho mày biết, cứ đi theo con nhà quê đó đi, rồi cuối cùng mày cũng hối hận thôi. Nè, hoàng tử của cô có người mới rồi đó, cẩn thận nha. Chuyện của Chi và Kiệt là sao vậy anh? Chuyện này không liên quan đến em. Sao em đừng nhắc đến nữa. À, em thông báo cho tay lệnh công ty của mình về việc buổi tiệc chưa? Em thông báo rồi. Và em cũng chọn được hai người rất là triển vọng để tham dự buổi tiệc đó. Đối tác yêu cầu có Chi. Em nhớ gọi cho Chi nha. Lại là con nhỏ đó nữa hả? Đối tác của chúng ta rất trọng phong thủy. Em nhớ dặn người tham dự mặc đúng dress code. Đừng làm đối tác thật lòng. Em biết rồi. Thông báo cho cô ta là ngày mai tham dự buổi tiệc của đối tác. Mà nhớ, red coat là đen và vàng. Tôi muốn cô ta phải mất mặt. Biết phải làm gì rồi chứ hả? Ừ. Chào tụi con. Mời tụi con vô. Chào chú. Đến rồi hả? Dạ. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức là nhờ các bác tài thành công của hai chúng ta đó. Dạ. Sao? Dự án vừa rồi tốt chứ? Dạ thành công chú. Dạ chị ơi, trang phục hôm nay của chị không có phù hợp với The Red Coat á, nên là chị không có được vào. Gì? Ủa? Red Coat ngày hôm nay là đen với đỏ mà. Red Coat là đen vàng mà. Không biết chủ bữa tiệc kỵ màu đỏ hay sao rồi trời. Là sao chứ? Sao chế nói vậy màu đỏ? Chết rồi. Vậy là chế bị mù thông tin. Chế mù màu luôn em ơi. Mù màu mà lại bận đúng đồ. Đó, cái này màu đỏ mà. Chứ còn tính mặc cặp đi chung với nhau nữa mà trời. Chuyện gì nữa đây? Xin chào chị ạ. Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Muốn làm mất mặt công ty nữa hả? Tại sao là màu đỏ? Lỡ rồi. Để anh đưa Chi đi xin lỗi khách hàng. Dạ, em xin lỗi chị ạ. Em bị sai màu rồi. Hay là để em chạy về nhà thay nha. Tiệc chưa bắt đầu sao lại muốn bỏ về? Chị Ngân. Chị đích thân mời Chi tới đây. Chi bỏ về là không được đâu đó. Rất hợp với em luôn. Cảm ơn chị Ngân nha. Nếu mà không có chị em không biết làm sao luôn á. Mà em cũng không ngờ chị là con gái của đối tác công ty em luôn á. Chuyện em không ngờ thì còn nhiều lắm. Mà nè, sau lúc trong cuộc thi thì rất là mạnh mẽ và tomboy, sao hôm nay tự nhiên yếu đuối đến bèo vậy hả? Không phải em yếu đuối đâu, mà tại vì em muốn giữ thể diện cho công ty thôi. Giữ thể diện cho công ty hay là giữ thể diện cho giám đốc công ty? Chị nói gì vậy? Chị ghẹo em hả? Hồi nãy thấy người ta nhìn quan tâm lo lắng là chị hiểu ra rồi. Có đâu. Mà nè, sắp tới chị có mở công ty giải trí, em có muốn về đầu quân cho chị không? Dạ, em còn hợp đồng cho nên sợ là không được á. Biết thừa chị từ chối vì lý do gì rồi. Mà nè, lúc nào chị cũng chào đón em hết. Biết rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn Hân đã giải cứu cho chị nha. Không có gì đâu giám đốc. Không biết sau này chúng ta sẽ thành đối thủ cạnh tranh thì sao? Rất mong đến một ngày đó. Xin phép. Gì hả? Tôi đâu có biết.
Chào Hân. À... Hân nè, xin giới thiệu với Hân, đây là ông Minh, giám đốc sản xuất phim. Sắp tới bên phía ông Minh sẽ là một bộ phim với vốn đầu tư rất khủng, thấy không? Còn đây là quản lý của Chi. À, Hân Hạnh chào em. Chào anh ạ. Rất may mắn cho cô Chi đã lọt vô mắt xanh của ông Minh. Chính vì vậy, tôi nghĩ là Hân nên tạo điều kiện để Chi trở thành diễn viên nữ chính trong phim của ông Minh sắp tới. À, cái việc này thì tôi nhờ cậu và cô đây. Nhưng mà em nhớ em giúp giùm anh chỗ này. Mời Chi là hợp tác với anh. Mà lại gặp anh ở trong phòng của anh. Tất cả đều nhờ ở em. Và nhờ cậu rồi đó nha. Tôi có không quên ơn cậu đâu nha. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ Chi, hai người cứ nói chuyện đi ha. Còn vấn đề đó thì để em sắp xếp ạ. Cô hay đó. Để tôi không quên ơn cô đâu ha. Cũng đẹp lắm chứ. Lạ kỳ. Bây giờ Hân cứ dán mắt vô họ, cho dù rớt đôi mắt của Hân ra thì cô cũng không thể tách rời họ ra đâu. Tôi không nghĩ là được mời đến buổi tiệc này đó. Hân nè, đừng có cà khịa với nhau như vậy. Dù sao á, chúng ta cũng cùng một đối thủ đó. Phim có nữ chính rồi, chắc là đang tìm nam chính hả? Anh cũng phù hợp đúng không? Chưa bao giờ tôi thấy tôi với Hân cùng một suy nghĩ như vậy. Hân sẽ lấy được người mà Hân muốn, còn tôi sẽ đạt được mục đích mà tôi đã chọn. Đôi bên cùng có lợi. Ai là người chịu trách nhiệm trang phục cho Chi? Là em. Làm quản lý cũng không xong, để cho Taylor của công ty mất mặt như vậy là không thể nào chấp nhận được. Chuyện này là lỗi tại em. Em tự ý mặc, chứ không phải là do Phi đâu. Em xin lỗi, lần sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Phi, tôi nghĩ cậu cũng nên tập trung và để tâm vào việc quản lý nghệ sĩ. Đừng quan tâm mấy cái chuyện vớ vẩn nữa. Thôi, mời có thể về. Em xin phép ạ. Dạ, em xin phép. Hân, em muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì vậy anh? Hân, em thôi làm mấy chuyện vô bổ được không? Lần này em khiến Chi mặc sai Red Code, khách hàng rất khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến công ty lắm. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến em đâu. Anh đừng có chuyện gì sai phạm trong công ty là cũng đổ lỗi đến đầu em vậy. Đúng sai gì anh nghĩ em hiểu rõ nhất. Nể tình em cống hiến nhiều cho công ty, lần này anh bỏ qua. Nếu còn vô cớ nhắm vào Chi lần nữa, đừng trách anh. Mà nè, đằng đó không giận đằng đây hả? Sao nãy tự nhiên nói giúp tôi vậy? Thì tại vì đằng đây á biết đằng đó bị ép. Mà người bị ép á là người vô tội. Xin lỗi nha. Em không ngờ là trong từ điển của chế cũng có hai từ xin lỗi. Mà không cần xin lỗi em đâu. Miễn sao từ nay về sau á, chế đừng có đâm sau lưng của em nữa. Nè, nhìn đi nè, lưng của em á thẹo không là tại chế đó. Tôi hại người là năng khiếu chứ không phải là đam mê. Tôi cũng có một bụng lương tâm của tôi chứ bộ. Muốn không? Tôi lấy ra cho coi. Thôi, cái lòng của chế về cho tiếu của em nó hủ tiếu hay gì? Thấy ghê. Thôi đi. Nay chế rảnh nè. Để chế lấy xe, chế đưa em về nha. Thôi khỏi, để tôi đưa Chi về. Ủa? Gì vậy? Dạ, chúc anh chị ngon miệng. Cảm ơn em. Chi nè, em có thấy là em đang đối xử rất bất công với anh không? Ai em cũng đối xử tốt, trừ anh Phong ra. Em đối xử tốt với ai? Phi. Mặc dù Phi làm rất nhiều điều với em, nhưng em luôn bình vực Phi, không hề bình vực anh.
tự nhiên anh đi so sánh mình với lại Phi. Nhưng mà em thấy Phi làm tất cả những chuyện đó là tại vì có người ép. Anh đó nha. Nè, em nói cho mà biết nha, những chuyện này xảy ra với em là tại anh đó. Thì anh cũng đang cố gắng sửa sai mà. Em ăn gì để nguội. Dạ chị, có fan hâm mộ gửi tặng chị bó hoa. Dạ. Anh biết là của ai không hả? Dạ em cũng không rõ nè. Dạ cảm ơn ạ. Wow, có fan hâm mộ luôn. Bây giờ tiếp nữa nè, đây là lần đầu tiên em có fan hâm mộ luôn á. Hãy tự tin bước về phía trước, rồi đằng sau sẽ luôn có người ủng hộ Chi. Dù khó khăn như thế nào cũng đừng sợ. Tôi sẽ ở đó, là fan hâm mộ luôn quan tâm đến bạn. Cố lên. Tái bút, hy vọng một ngày nào đó có thể nhận được chữ ký của bạn. Hay, chúc mừng Chi đã có fan hâm mộ. Nhưng mà nè, trước khi mà Chi ký cho fan á, thì hãy ký cho Phong một fan hâm mộ chân chính. Fan này của anh đúng không? Anh phục vụ nói là fan tặng cho Chi, anh không biết. Đưa em tới đây được rồi. Hoa của fan tặng. Giờ này còn xạo em nữa. Hoa này là của anh tặng em biết hết rồi. Kỳ nha, đó là fan tặng. Thôi đi ông. Anh tặng em rồi, bây giờ em cũng sẽ ký tặng cho anh. Đây là lần đầu tiên em ký tặng cho một người đó. Đưa tay đây. Anh biết là em còn tổn thương. Anh cũng biết là em chưa mở lòng ra với anh. Nhưng anh sẽ đợi. Đợi đến khi nào thật sự em mở lòng ra với anh. Bây giờ thì trễ rồi. Ngủ ngon. Chưa. Anh làm gì vậy? Anh tới đây làm gì? Anh biết là em hận anh lắm. Tại sao tôi phải hận anh? Tôi và anh đã chấm hết rồi. Ủa, lẽ ra giờ này anh phải là ngôi sao sáng chứ. Anh mò đầu tới ổ chuột của tôi để làm cái gì? Không còn ngôi sao nữa rồi. Giờ là con chó ghẻ rồi. Đi tới đâu cũng bị người ta xua đuổi hết. Sau cái vụ đó đó, anh bị đuổi khỏi công ty. Chị ơi, anh biết anh là đồ khốn. Anh Quyền xin, anh xin lỗi em rồi chị. Anh biết á, nhưng mà em phải thông cảm cho anh. Anh với em số phận giống nhau. Mình sinh ra mình không được có gì hết, mình không có tiếng nói. Anh không được như thằng Phong, không có được như Hân, sinh ra là có mọi thứ. Anh phải đi lên bằng nước mắt, với máu. Anh không quen Quỳnh á, thì ba cô ấy đâu có tha cho anh đâu. Giờ anh không quen cũng chết, mà quen cũng chết. Bây giờ anh đâu biết làm gì đâu chi. Anh đứng lên đi, anh đang làm cái trò gì vậy? Em có ăn được con chó không được, em giúp anh một lần thôi. Ủa, anh gây ra tất cả mọi chuyện. Rồi bây giờ anh kể cho tôi nghe để làm cái gì? Tôi đâu có bắt anh đi gạt cô ta để mà đổi vai đâu. Anh biết là anh sai rồi. Nhưng mà em nè, nhớ lại cái quá khứ đi. Lúc mình quen nhau á, anh đối xử tốt với em, anh chăm sóc cho em. Bây giờ em không cần coi anh là quá khứ nữa. Em coi là con chó không được. Giúp một con chó không được em. Nha Chi, giúp anh đi Chi. Nha, một con chó không được. Em thấy con chó mà chết đói em không tha. Em giúp cho nó. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng tôi giúp anh là tại vì tôi muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây, chứ không phải là vì còn tình cảm với anh đâu nha. Đúng rồi Chi, bây giờ dễ lắm. Giờ anh muốn tôi làm cái gì đây? Bây giờ cái người đầu tư sắp tới là fan của em. Bây giờ anh đi ăn với người ta, anh nói tốt cho anh một tiếng thôi. Đi ăn thôi mà, đâu có làm gì đâu đúng không? Kết quả sao anh chịu mà Chi? Giúp anh. Chứ giờ em không giúp, anh chỉ có đường chết thôi. Anh nhảy lầu anh chết. Được rồi, lần cuối cùng và cũng lại gần duy nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn em chị ơi.
Anh cảm ơn em. Xin mời. Mời cậu. Ông Minh à, tôi không ngờ một người có danh tiếng và địa vị cao trong giới thương trường như ông cũng có lúc cảm thấy rất bồn chồn trông chờ một điều gì đó. Nhưng mà ông cứ yên tâm, tôi đã hứa làm được thì chắc chắn sẽ làm được. Người mà ông cần gặp chắc chắn sẽ tới. Cậu yên tâm, tôi là người giữ trọng lời hứa lắm. Sau khi xong cái vụ việc này thì danh dự và danh tiếng tôi sẽ trả lại cho cậu hết rồi. Nè, dạo này hai đứa sao rồi? Dạ, lúc mà đi du học thì mọi chuyện vẫn tốt. Nhưng mà gần đây có sự xuất hiện của một người làm cho con với anh Phong có nhiều hiểu lầm nhau. Một người? Là ai vậy? Dạ, người đó là talent của công ty, mà còn là bạn cùng quê của anh Phong nữa. Tên là Thảo Chi. Không biết là cô có biết người đó không? Lại là cô nhỏ đó. Chi. Chi, chị tới rồi hả? Dạ, chào ông ạ. Má ơi, đẹp quá. Chị ngồi đi. Dạ. Chi nè, ông Minh á chờ chi từ nãy giờ đó. À, xin lỗi vì đã tới trễ. À, chứ không phải. Chào em. Chào em. Em đẹp quá. À, tôi hỏi thăm cô là có chứ không biết cái năm nay là cô Chi có cái dự án nào mới không? À, dạ thật ra thì em đang tham gia một phim truyền hình ạ. Phim truyền hình? Trời ơi. Đi phim truyền hình chừng nào mới nổi tiếng nổi. Qua hợp tác làm với anh đi. Anh làm phim nhựa không à? Anh chiếu toàn thế giới, qua Hollywood luôn. Chỉ chừng 2 tháng thôi là cái tên em nó lớn nguyên cả thế giới này. Ai cũng biết tên em hết. Hỏi cậu coi. Đúng đó Chi. Chi đã được Minh chấm rồi. Đời Chi coi như là lên hương. Em thì nghĩ là em chưa có duyên với điện ảnh à? Ồ, chưa có duyên chứ đâu phải là không có duyên. Ngày hôm nay sẽ là duyên của Chi và ông Minh đây. Hay hay hay. Dạ. Bây giờ trước khi để có duyên hay không có duyên, mời Ly mình kết bạn chứ là. Dạ đúng rồi, ta lên Ly vì dự án mới của chúng ta thành công. À, dạ. Okay. Mời Chi. Không lẽ chị từ chối lời mời rất là trân trọng và nhiệt tình của ông Minh đây. Dạ. Mời. Dạ, xin mời. Uống đi à, rượu chát mà. Cái dự án này của anh á, anh nói cho em anh làm là toàn thế giới, mà nói theo tính ra là 1 nè, 2 nè, 3 nè, chết nè. Thúc mạnh thiệt chứ. Vì câu nói đó của ông, tôi có thể vì ông làm tất cả. Cái gì mà tôi ra tay á, chỉ có thành công chứ không bao giờ thất bại. Cậu hay quá. Giờ để tôi làm việc nha. Còn tôi hứa với cậu cái gì tôi giữ được á, danh tiếng tôi trả lại cho cậu hết. Để tôi. À. Đây về. Đợi một đúng cái. Đừng có thuốc mạnh thiệt chứ. Ghê thiệt chứ. Giờ sao bà này mới nặng quá vậy trời. Chị Thu, chị coi tính sao nha. Nhắm mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa thì nói thằng Phong á, sa thải nhỏ đó đi. Đất nước này đâu có thiếu người tài. Nè, chị yên tâm, để tôi về coi lại ngày tốt rồi tụi mình tổ chức cho hai đứa nhỏ nha. Mà cái thằng nhỏ này thiệt tình à, giờ này vẫn chưa thấy tới nữa.
chẳng có phép tắc gì hết. Tôi xin lỗi nha. Dạ, con nghe nè mẹ. Alo, con đang ở đâu vậy? Con gần tới cửa nhà hàng rồi. Mẹ đợi con xíu nữa nha. Dạ. Chi? Anh Minh, em xin anh tha cho em. Anh Minh, tha cho mày. Tha cho anh em. Tao tha cho mày rồi ai tha cho mắt tao? Tại sao mày biết con Chi là bạn gái thằng Phong? Vậy mà mày cũng ráng giới thiệu cho tao. Em sai rồi. Để cho thằng Phong bánh tao như vậy là mày chịu nổi không? Em sai rồi. Em xin anh tha cho em. Tha cho em có được sống. Sai. Tao nói cho mày biết nha. Lần này tao tha cho mày. Và tao muốn từ hôm nay mày không có mặt ở Sài Gòn này nữa. Tao gặp mày ở đâu? Tao giết mày ở đó. Nhớ chưa? Em nhớ. Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh đâu. Anh tha cho em đổi hơn anh. Nhớ cho mày. Nhớ cho mày. Mất dạy. Thả nó ra đi. Lại là mày nữa hả Phong? Trời ơi! Phong. Em tỉnh rồi hả? Tại sao em lại ở đây vậy? Đây là nhà anh. Hôm qua anh thấy ông Minh đưa em đi đâu á, trong tình trạng bất tỉnh. Anh chặn lại đưa về đây. Em cũng không nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ là mình đang nói chuyện thì đầu quay, sau đó em gục mất tiêu à. Em bị bỏ thuốc đó. Tên Kiệt này đúng là tên khốn. Kiệt? Em vẫn còn tin tưởng Kiệt đến vậy hả? Em không tin hắn ta. Nhưng tại vì em không muốn hắn ta làm phiền em nữa, cho nên em mới chấp nhận được lời mời đi gặp ông Minh. Anh sẽ cho thằng khốn này một bài học. Anh đừng có làm như vậy. Em nghĩ là sau vụ này hắn ta không dám làm gì mình nữa đâu. Hắn ta tới năn nỉ em đi gặp ông Minh để nói thêm cho hắn để được đi phim lại. Nhưng em không ngờ hắn ta lại khốn nạn. Đến bây giờ mà em vẫn còn muốn bỏ qua cho nó vậy hả? Em chỉ không muốn là hắn ta gây rắc rối gì thêm cho mình thôi. Bây giờ người ta ở trong tối, mình đâu biết là người ta muốn làm gì mình được. Anh sẽ bảo vệ em và không để mất em thêm một lần nào nữa. 10 thằng Kiệt anh cũng không sợ. Anh sợ nhất một điều là mất em một lần nữa. Giờ đi con. Mẹ. Chi nè mẹ. Là cô. Là cô sao? Vậy ra hôm qua con không ra gặp mẹ được là do con nhỏ này sao? Dạ, không phải đâu cô. Hôm qua con với anh Phong không có chuyện gì cả. Im đi. Hồi xưa cô đã ru quến con tôi, khó khăn lắm tôi mới nhất bỏ ra được để mà đưa nó đi du học. Vậy mà giờ đây nó sắp cưới vợ rồi, cô lại quay trở lại để phá hoại cuộc đời của nó hay sao hả? Mẹ nói sao? Mẹ cố tình dứt con ra khỏi Chi để đưa con đi du học. Mẹ hứa mẹ tìm Chi rồi mẹ không làm. Mẹ có ác với con quá không? Nghĩ sao mẹ đi tìm một đứa căng vãi như nó cho con hả? Mẹ, sáng đây con nói cho mẹ biết Chi sẽ là vợ của con.
con không bao giờ lấy hắn làm vợ. Mày dạ, có gì mẹ mày như vậy sao? Cô ơi, cô bình tĩnh lại đi cô. Con đứng yên đó. Sao lại dám đối xử với con như vậy? Tại sao lại bênh nó? Hả? Thôi bà cô, anh Phong muốn đối xử với con sao cũng được hết. Đừng có gì con mà xào xáo gia đình. Con đứng yên đó, để cô lấy lại công bằng cho con. Thôi bà, đứng yên đó, người gây xào xáo không phải là con, mà là con nhỏ này đó. Con xin lỗi, vì đã làm cho gia đình mình không vui. Con xin phép. Đi, không có lỗi chi. Phong Phong, em không có lỗi chi. Đứng lại đó, đứng lại cho mẹ. Chị, đừng đi. Ở lại được không? Anh không muốn mất em một lần nữa đâu. Tin anh nha. Nếu không đi, em ở lại được sao? Anh làm ơn để cho em yên tĩnh một thời gian đi được không hả? Chị, cô em ra. Anh không làm được, anh không thể nào để em đi được. Em không muốn anh vì em mà có mâu thuẫn với mẹ. Cuộc đời em đã thiếu thốn tình cảm của cha và mẹ nhiều rồi. Em muốn anh giống em nữa. Không anh phải xin lỗi mẹ đi. Để cho em đi đi. Muốn tìm ra. Để cho em đi đi mà. Chi? 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 Trên môi là ánh dương xua đi màn đêm u sầu. Trở về chính nơi ánh mắt chạm nhau, tưởng chừng như chẳng thấy cùng với nhau, tưởng chừng như ta đã đánh mất nơi thế gian đầy yêu thương. Sau nhật ký ta đã cùng lưu lại đến hôm nay, ngày và đêm dường như chẳng quan trọng vì em đây. Hai người xa lạ tìm được nhau, nhưng sao lại quay về nơi bắt đầu? Ta mang hồi ức hôm qua về đến hôm nay, ta lưu lại những yêu thương còn ngây dại. Ngược dòng thời gian, ngày duyên trời ban. Anh thật là yêu em. Hai người không cô đơn. Xin lỗi, ai là người nhà của anh Như Hoàng Phong? Tôi là mẹ của nó. Nó sao được bác sĩ? Là ơn cứu. Cậu ấy bị tổn thương ở đầu khá nghiêm trọng. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật, nhưng mà do tình trạng khá nặng cho nên bây giờ chưa hồi tỉnh được. Gia đình đã chuẩn bị tâm lý, khó biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cô sao vậy? Tôi xin phép. Tao đang sống đang yên đang lành, tự nhiên cái là mày xuất hiện, mày gây cho nó biết bao nhiêu đau khổ như vậy chưa đủ sao hả? Bây giờ nó đang trầm trong đó, mày đã hài lòng chưa? Hài lòng chưa hả? Con xin lỗi cô. Con xin lỗi con trai tôi, con trai tôi đó. Con trai tao. Mày trả con cho tao! Trả con đây cho tao! Trả đây! Trả con đây! Con trai
Con! Con ra khỏi đây nhanh lên! Con! Con của mẹ ơi! Nè, con đem vô cho ông Phong nó ăn đi. Rồi ở chổng coi chăm sóc cho nó đàng hoàng nghe con. Con cảm ơn tía, con đi nha. Rồi đi đi. Dạ thưa cô. Con có mang ít đồ ăn cho cô, để con lấy ra cho cô nha. Vẫn còn lì mặt đến đây sao? Mang về đi. Tôi không cần bất cứ thứ gì từ cô hết. Về đi. Cô à, không biết là cô giận con, nhưng mà cô cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ hả? Tôi đã bảo là cô về đi. Cô à, cô đi về cho tôi. Ok, good, good. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn mọi người, chào mọi người ạ. Ê, 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 ê. Đi đâu hả? Vô bệnh viện phải không? Ừ. Trời ơi, làm sáng tới chiều mệt lắm rồi, đi về nghỉ đi. Tôi khỏe như trâu vậy á, cái người đó mệt mỏi cần nghỉ ngơi là bà đó. Gì vậy? Đọc đi biết. Thư tình hả? Ôi. Đề cử diễn viên triển vọng Lê Thảo Chi. Ê, tôi được đề cử rồi nè. Cũng may là bà Hân bà nghỉ sớm á, cho nên mới có ngày ngóc đầu như hôm nay. Ê, mà bữa giờ có nghe thông tin gì về bà Hân không? Không biết. Lúc mới yêu á thì giành giật biết bao nhiêu, lúc hết yêu á thì chạy đâu mất tiêu à. Cái này mà yêu gì, này là chiếm hữu thì có. Rồi được rồi mà, đừng nhắc nữa. Ý, anh Hồ gọi. Anh nhớ xe ô ba Hồ. Dạ. Ok lao ba Hồ. Dạ. Trời ơi, anh thì cái gì cũng được hết á. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn với đào ba. Dạ. Dạ. Sắp có phim điện ảnh đóng rồi đó. Anh Lý Minh Hồ mời. Cái này là đạo diễn Bon Chun Ho. Còn Lý Minh Hồ là chồng tôi, chồng bà là trong bệnh viện á. Biết rồi, dẹo thôi. Chúc giấc mơ của bà thành hiện thực nha. Bye bye, đi trước á.
Bà chút thì có gì mà thành hiện thực đâu. Con chào cô. Anh nè, hôm nay á em quay một cảnh mưa. Cái xong em nhớ cái thời mà tụi mình đi học á, anh với em mắc mưa mà không có cái gì để che hết. Xong hai đứa quyết định là chạy một mạch về nhà luôn. Cuối cùng là hai đứa ướt như chuột lột, anh có nhớ không? Và kết quả cuối cùng là anh á thì bị cảm, còn em á thì khỏe mạnh bình thường. Đây, hôm nay em có một tin vui cho anh nè. Anh thấy gì đây không? Đây là đề cử diễn viên triển vọng nè, Lê Thảo Chi. Anh thấy em giỏi không? Anh có biết là anh là fan hâm mộ duy nhất của em không? Bây giờ anh cứ nằm như vậy, không có ai chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với em. Em chỉ mong anh tỉnh dậy thôi. Còn bây giờ hậu quả của em như thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa. Hôm nay à, mà không phải, mấy hôm nay rồi mẹ của anh không có đuổi em nữa. Chắc là mẹ hết ghét em rồi. Cho nên anh cố gắng tỉnh lại nha, đừng để dâm mẹ với em lo nữa. Alo, Hương hả con? Chị đừng gọi cho con Hân nữa, nó đi nước ngoài rồi. Chuyện cưới xin cũng hủy luôn đi. Con tôi với con chị không hợp nhau đâu. Khoan khoan đã chị ơi, như vậy là sao? Anh Phong nè, anh mau tỉnh dậy với em đi. Em muốn về quê thăm ba. Em nhớ ba, nhớ nhà, nhớ quê của mình. Nhưng mà em không đủ dũng khí để về. Em có lỗi với ba nhiều lắm. Anh mau tỉnh dậy đi. Bây giờ chỉ có anh mới đầy dũng khí với em thôi. Nè, định cầu hôn em hả? Ai nói là anh sẽ cầu hôn em? Anh muốn em làm vợ anh.
một giám đốc công ty truyền thông lớn, chuyên làm rất là nhiều phim lãng mạn. Vậy mà anh giám đốc đó lại chẳng lãng mạn tí nào hết. Người ta cầu hôn á là người ta làm ở nhà hàng, chỉ có hai người dễ thương lãng mạn. Vậy mà ở đây có bác tài mà anh còn làm như vậy được luôn á hả? Bởi vì anh là giám đốc một công ty truyền thông nên anh biết những câu chuyện trên phim á là được viết ra. Còn đây là câu chuyện thật. Nhưng mà thật lòng là lúc này em chỉ muốn được về quê để được gặp ba thôi. Về quê lên, anh sẽ lựa một thời cơ thích hợp để tỏ tình với em. Ngoài cái đó ra thì anh sẽ có một bất ngờ khác cho em. Đây là món quà mà mẹ anh tặng cho em. Chúc mừng em đoạt giải triển vọng. Ai cũng qua một thời muốn nhìn thấy bầu trời đầy hoa rơi. Cảm ơn mẹ giúp em nha. Chuyện hôm qua đó biết bao giờ vơi, như một đóa sương rồng muốn được như hoa hồng nồng nàn hương thơm, và đưa cuộc đời nâng niu. Ai chẳng muốn quay về nhưng mà chẳng thể trở về, vì còn nhiều âu lo, vì lòng còn vương chuyện hôm qua đó. Muốn về nơi bắt đầu nhưng lòng mang u sầu, chẳng biết đi đâu về đâu, đành cất trong tim thật sâu. Chú Tư. Ủa, chi hả bay? Chú Tư khỏe không? Chú định đó là sáng ngày mai lên thăm bay, rồi sẵn báo cho bay biết luôn á là ông già bệnh nặng quá chừng. Rồi sao giờ con mới về? Chú nói gì? Ba của con bệnh nặng hả? Được rồi á, ổng lên kiếm bay, thăm bay thấy cuộc sống tốt, rồi ổng không có muốn làm phiền con. Ổng lén lén ổng đi về. Rồi bây giờ á là bệnh nặng quá mà không ai chăm sóc, rồi không ai lo lắng hết á, có một mình thu thủi hả con ơi, tội ổng lắm. Gì lên đâu chú? Bà thấy á, ổng bị bệnh nặng quá, bà sợ liên lụy, dẫn đứa nhỏ đi biệt tâm biệt tích luôn rồi. Bây giờ á, bay á phải về lẹ đi, tao sợ á không có kịp á. Đi đi con. Con của cha ơi, con đã lớn khôn thật rồi. Con là tình yêu, là tất cả của đời cha. Nhớ ngày thơ ấu, dẫu nắng hay mưa trên đầu, dẫu khó khăn bao nhiêu màu, cha vẫn mong con được giấc ngủ sâu. Con của cha ơi, con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng soi sáng cho con từng bước chân. Dòng đời trong gai, đôi lúc con thấy mệt nhoài, vấp ngã trên con đường dài, cha mãi bên con dìu dắt con. Dù mai đây cha hóa mây bay lên trời, nhưng vẫn sẽ luôn mỉm cười khi thấy con thơ nên người và được hạnh phúc. Này con hỡi, cha giữ mãi trong tim bao điều là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho.
con của cha ơi, hoàng hôn đã khuất sâu lưng đồi. Cha còn ngồi đây và chung bước chân con về với cha. Bộn bề cuộc sống, cha vẫn luôn mong được sẻ chia với con. Ba ơi, ba có mệt không? Để con đặt giùm cho ba nha. Ba không sao đâu, đừng lo cho ba. Trong thời gian qua đã ủng hộ phim của Trâm. Đây là bộ phim đầu tay do Trâm sản xuất, cho nên cũng còn gặp nhiều cái trục trặc lắm, nhưng mà được quý vị khán giả đã ủng hộ như vậy là Trâm đã vui lắm rồi. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của Trâm nữa nha. Và đặc biệt là vẫn luôn ủng hộ Trâm trong các cái vlog trên kênh YouTube của Trâm Official. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn.